đã enjoy khá là đầy đủ rồi, và chắc là chúng ta cũng sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Thì chắc là mang muốn check lại ban tổ chức, không biết là mọi người đã nhìn thấy full màn hình slide chưa, thấy rồi đúng không ạ? Thế thôi ạ. Thấy rồi. Ừ, rồi, thank you mọi người. Rồi, xin chào tất cả các bạn audience cũng như là các speaker của webinar Heineken APGP 2022, webinar về chương trình quản trị viên tập sự giải mã ẩn số phòng ban, gồm có 3 phòng ban Finance, Marketing và Human Resources. Chương trình ngày hôm nay tổ chức trước slide để các bạn có thể là ứng tuyển chương trình APGP năm nay, nên các bạn sẽ cung cấp rất nhiều những cái insight, rất nhiều những cái thông tin hữu ích để hỗ trợ các bạn trong cái quá trình ứng tuyển được tốt nhất ở trong thời gian tới. Và rất là vui mừng ngày hôm nay chúng ta mời đến chương trình ba đại diện, ba anh chị đến từ Heineken cũng như là các chương trình APGP của những mùa trước. Đầu tiên thì Quang xin mời anh Nguyễn Đăng Duy, APGP 2017 ở phòng Finance, có thể là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Cảm ơn Quang, xin chào các bạn. Có thể là một số các bạn ở đây mình đã gặp nhau khoảng 2-3 tuần trước rồi. Thì anh rất là hân hạnh hôm nay được có cơ hội gặp lại các bạn trong cái webinar ngày hôm nay. Anh tên là Đăng Duy, anh sinh ra ở Đà Lạt. Anh học cấp 3 thì ở Sài Gòn. Và khi 16 tuổi thì anh có đi du học ở New Zealand. Anh ở New Zealand cũng được khoảng 8-9 năm, gần 10 năm. Thì anh quay về Heineken và hiện làm việc tại tập đoàn Heineken Việt Nam ở Sài Gòn. Dạ, thank you anh Đăng Duy. Chắc chắn là hôm nay cũng rất là nhiều các bạn audience quan tâm đến phòng Finance, thì các bạn hãy chuẩn bị những câu hỏi thật khó để hỏi anh Đăng Duy sắp tới nhé. Rồi tiếp theo thì xin mời chị Như Quỳnh, APGP 2020 đến từ phòng Human Resources. Ok, cảm ơn anh Quang. Thì chào tất cả các bạn ha. Chị tên là Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì chị là APG của phòng ban nhân sự năm 2020. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì chị đã làm việc tại Heineken được hơn một năm rồi. Tức là chị đang ở cái dự án thứ ba của mình. Thì rất là vui khi mà có cái cơ hội được kết nối với các bạn ngày hôm nay. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái trao đổi rất là thú vị với nhau. Thank you Như Quỳnh. Và cuối cùng thì xin mời chị Hương Linh, APGP 2020 đến từ phòng marketing, có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn audience hôm nay không ạ? Hello, mọi người. Hương Linh, APGP phòng năm 2020. Chị là một space, các bạn có thể được thể đồng cảm các bạn và kinh nghiệm đi là chị Hương. Thì vẫn mạnh lại về có cái contest đã đi tại cái mình thứ ba giống như là Quỳnh. Thì cái journey của chị Heineken là bắt từ đầu từ phòng trade marketing, sau đó qua revenue management và hiện tại là đang làm brand marketing cho nhãn hiệu Tiger. Rất vui được gặp tất cả các bạn. Thank you Hương Linh. Như các bạn có thể thấy là hôm nay chúng ta có 3 guest speaker, thì tới 2 guest speaker của chúng ta là nữ và 2 trên 3 guest speaker chúng ta là nữ đến từ một tập đoàn về bia, để chắc sẽ có rất nhiều câu chuyện thú vị để chúng ta có thể trao đổi trong phần tiếp theo. Và tiếp theo thì Quang cũng xin giới thiệu ban tổ chức của chương trình ngày hôm nay. Ngoài Heineken thì còn có VOCF. VOCF là đơn vị tổ chức hỗ trợ hướng nghiệp và tuyển dụng online, mang đến thông tin về nghề nghiệp cập nhật mới nhất hàng năm. Ra đời vào năm 2018, VOCF là nhà tiên phong trong xu hướng tổ chức career fair online, đem tới cơ hội hướng nghiệp công bằng cho các bạn sinh viên ở bất kỳ đâu. Và có nghĩa là không chỉ ở Việt Nam mà còn các bạn sinh viên ở Việt của Việt Nam ở nước ngoài nữa. Bằng chứng là ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều các bạn attendee cũng đến từ các cái trường đại học ở nước ngoài. Và cũng là ban tổ chức chương trình ngày hôm nay là Marketing. Tomorrow Marketers Academy hiện đang là học viện marketing dẫn đầu thị trường hiện nay với các khóa học về tư duy marketing, trải dài các mảng khác nhau như là digital, data, brand, trade marketing, content. Và đặc biệt là Tomorrow Marketers Academy cũng có những khóa học về case mastery để có thể là trang bị cho các bạn những kiến thức và kỹ năng có thể là tham gia các cuộc thi, có thể là về marketing, về business và cũng như là các chuẩn bị cho các chương trình quản trị viên tập sự ở trong thời gian tới. Nên khi nào mà các bạn cũng muốn có một sự chuẩn bị hành trang tốt hơn cho cái chương trình APGP 2022 của Heineken thì các bạn có thể là tham khảo ở chỗ khóa học này ha. Và
Hôm nay đồng hành cùng các bạn là anh Minh Quang, thì chắc là anh nghĩ là trong này khá là các bạn đã, nhiều các bạn đã từng join các cái event của VOCS cũng như là Tomorrow Marketer The Game MD ở đợt trước rồi, nên chắc là các bạn cũng khá là quen thuộc với anh rồi ha. Thì hy vọng là ngày hôm nay thì anh cũng như là cùng ba anh chị guest speaker có thể là cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất để các bạn có cái hành trang tốt nhất trong cái đợt ứng tuyển của mình. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chương trình gồm có 4 phần. Phần đầu tiên sẽ là phần warm up. Các anh chị guest speaker sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cơ bản nhất về từng phòng ban để các bạn có thể là định hướng rõ hơn trong cái quyết định ứng tuyển của mình. Phần nội dung số 2 đó là phần thảo luận và phân tích. Đây sẽ là cái mà các anh chị guest speaker cũng sẽ giải đáp những cái câu hỏi mà thường gặp khi mà các bạn ứng tuyển vào 3 phòng ban Finance, Marketing và Human Resources. Phần 3 chính là phần cơ hội trực tiếp để các bạn attendee đang tham gia trực tiếp chương trình ngày hôm nay đặt câu hỏi cho anh chị guest speaker. Chính vì thế nên bây giờ các bạn có thể là dần nghĩ câu hỏi của mình và dần đặt ở trong box chat ha. Và cuối cùng sẽ là cái phần tổng kết. Đây sẽ là một phần vô cùng thú vị. Chúng ta sẽ có phần announcement về ai sẽ là người chiến thắng trong cái phần mini game ở phần đầu chương trình. Cũng như các anh chị guest speaker của chúng ta cũng sẽ có thể có một số cái final note. Chắc chắn Quang tin tưởng rằng final note này nó sẽ rất quan trọng để giúp các bạn ứng tuyển thành công trong chương trình năm nay. Nên các bạn hãy nán lại tới tận cuối chương trình ha. Chúng ta sẽ closing chương trình khoảng độ tầm 9:30 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, phần warm up. Không biết là các bạn đoán xem phòng ban nào đầu tiên chúng ta sẽ on spotlight đầu tiên ạ? Các bạn có thể dự đoán đi, phòng ban nào sẽ bắt đầu trước, nhân sự finance hay là marketing đây ạ? Oh, finance HR áp đảo quá. Rồi, và phòng đầu tiên chính là bộ phận Human Resources. Và ngay sau đây thì Quang xin mời Như Quỳnh có thể là chia sẻ những thông tin các bạn ở attendee cần lưu ý về khi mà ứng tuyển vào phòng Human Resources được không ạ? Ok, em cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Thì trước tiên thì chắc là chị sẽ giới thiệu sơ về phòng ban Human Resource tại Heineken Việt Nam của mình ha. Thì như bất kỳ một cái công ty ở bên ngoài nào khác thì phòng ban nhân sự nó sẽ bao gồm những cái bộ phận rất là chức năng, ví dụ như là tuyển dụng, ví dụ như là CNB, tức là tính lương, lương thưởng và phúc lợi, hoặc là đào tạo, training and development. Thì những cái phòng ban này thực hiện những cái nhiệm vụ rất là chức năng như là cái tên gọi của nó. Tuy nhiên thì đối với một số cái công ty lớn thì còn có thêm một cái phòng ban nữa gọi là HR Business Partner, hay là ở Heineken Việt Nam thì gọi là Business People Business Partner. Thì cái phòng ban này nó đóng vai trò giống như là một cầu nối giữa những cái phòng ban chuyên môn chức năng của HR với lại cái business, tức là người này sẽ là cái người có thể tư vấn lại cho những cái phòng ban khác là những cái chính sách gì có thể là phù hợp đối với họ và đảm bảo được là những cái chính sách của HR sẽ được thực thi một cách có thể là hiệu quả và tối ưu nhất. Thì những cái phòng ban mà các bạn, nếu mà các bạn được tham gia vào chương trình APG, APGB và phòng ban HR thì mình sẽ có cái cơ hội được rotate qua những cái phòng ban ví dụ như là People Business Partner, Talent and Leadership. Thì Talent Leadership nó sẽ có hai cái phòng ban nhỏ nữa, đó là Talent Management và Talent Development. Ngoài ra thì còn có phòng CNB như mình đã nói ha. Thì đây cũng chính là những cái phòng ban mà gọi như là Potential Landing Department cho các bạn luôn. Ngoài ra ở Heineken Việt Nam, bởi vì là một công ty rất là lớn với 6 nhà máy và 12 văn phòng sale trên khắp cả nước, cho nên là còn có thêm bộ phận gọi là Health and Safety, tức là sẽ đảm bảo cho cái việc là sức khỏe cũng như là sự an toàn của nhân viên trong cái khi làm việc của mình. Thì đã là một chút sơ lược về cái tổng quan phòng ban Human Resource tại Heineken Việt Nam. Thank you Quỳnh. Không biết là Quỳnh có thể chia sẻ thêm là với ba cái bộ phận gọi là Potential Landing Department thì lúc mà vào thì các bạn sẽ được vào cả ba, hay là các bạn vào một bộ phận thôi, hay là các bạn sẽ được luân phiên, thì không biết là Quỳnh có thể là chia sẻ thêm cái thông tin này được không ạ? Khi mà vào cái chương trình APGHR thì các bạn sẽ luân phiên từng cái phòng ban một, và cái quyết định là bạn sẽ luân phiên phòng ban nào thực chất là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái career path của chính bản thân bạn. Ví dụ như bạn muốn là một người sẽ đi sâu về mảng phát triển con người thì có thể là bạn sẽ đi rotate qua
phòng ban talent development, talent management chẳng hạn. Còn nếu như bạn là một người muốn hướng về cả cân bằng giữa cái việc là làm việc với business và cả những cái phòng ban chức năng chuyên môn, thì bạn có thể đi theo hướng là people business partner. Thì nó rất là tùy theo cái career path của các bạn. Và như Quỳnh có chia sẻ đó, thì những cái phòng ban mà ở trên slide các bạn đang thấy sẽ là những cái phòng ban mà các bạn sẽ gọi như là potential nhất để mà mình có thể rotate trong suốt cái hành trình 2 năm của mình. Và ngoài ra thì đối với chương trình APG thì các bạn cũng sẽ có một cái assignment mà các bạn sẽ thực hiện cross function, tức là một cái function hoàn toàn khác, không phải là trong HR hoặc là trong finance hay là trong commerce nữa. Thì trong cái assignment này thì các bạn sẽ có cái cơ hội để hiểu hơn về business, nhìn cái business từ một cái góc cạnh khác, và nó cũng sẽ cho các bạn những cái kiến thức và những kỹ năng cần thiết để phát triển hơn cái phòng ban chuyên môn của mình. Thank you Như Quỳnh. Các đây là sẽ là cái phần mà overall introduction rất quan trọng để lát nữa chúng ta cũng sẽ đi vào những cái phần câu hỏi chuyên sâu hơn về phòng nhân sự ha. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phòng commerce. Thì xin mời Hương Linh có thể là chia sẻ với các bạn audience hôm nay của chúng ta về phòng commerce. Thực ra là cái phòng commerce này là một cái phòng rất là bự, bự thì bự luôn. Và thế nên là chị sẽ chỉ nêu ra cái gọi là overview và để cho mọi người dễ hình dung được thôi nha. Thì ở giữa ấy, cái phòng commerce bự thì bự này sẽ có hai cái phòng khác, đó là marketing và sales. Và under và sales sẽ gồm có các phòng ban khác như marketing, sales, marketing, digital, MI, consumer marketing, insight, và rất nhiều phòng ban nhỏ mà phòng khác là support cho commerce team. Thì tôi có đề tại sao bạn dối ấy. Rồi thì biết câu chuyện không? Chắc là con nhờ anh Huy đang anh Huy đang mở hai máy thì có thể là nó bị echo. Rồi em cảm ơn anh. Thì để đơn giản cho mọi người dễ hiểu ấy, khi mà một cái sản phẩm của mình đi ra khỏi nhà máy thì nó sẽ đi từ nhà máy tới nhà phân phối, từ nhà phân phối tới điểm bán lẻ và từ điểm bán lẻ cho tới người mua hàng hoặc là người tiêu dùng. Thì cái phần mà từ nhà máy cho tới nhà phân phối rồi cho tới cái điểm bán lẻ ấy, đó là cái phần mà cái team sales sẽ là những người phụ trách chính. Từ chỗ điểm bán lẻ cho tới người mua hàng thì là trade marketing sẽ đóng góp rất nhiều vào trong đó, và em mở là cái người cuối cùng thì sẽ cho brand xây dựng thương hiệu đó. Thì nói như vậy để cho mọi người dễ hình dung hơn các cái giai đoạn của các cái sản phẩm để mà đến tay hướng là bán hàng. Chứ không có nghĩa rằng là những cái phòng ban đó chỉ phụ trách ở chỗ đó mà không thể đến chỗ khác, mà ai cũng biết overall, nhưng mà cái phần chính ấy nó sẽ là như vậy. Còn các cái phòng ban khác, ví dụ như là Media Digital, CMI hay là những phòng ban phụ khác thì support lại cho sales, trade marketing và brand marketing để mà có thể vận hành được cả một cái anh khổng lồ Heineken move về phía trước. Thank you Hương Linh. Chúng ta ở đấy là phòng commerce tại Heineken rất là lớn. Ví dụ như là chúng ta chia đôi hai bộ phận là sale và marketing ra, trong marketing có rất nhiều bộ phận bên dưới như là trade marketing hay là brand marketing. Thì không biết là có phải là tại FMCG company nói chung và Heineken nói riêng thì bộ phận trade có vẻ là quan trọng hơn bộ phận brand, thì không biết là cái thắc mắc này có đúng không Hương Linh? Thật ra là như mọi người đã biết là đấy là cả một cái chuỗi từ nhà máy cho tới người tiêu dùng cuối cùng. Thế nên là tất cả mọi người sẽ đều rất quan trọng, chứ không phải là có cái nào quan trọng hơn cái nào hết. Bởi vì khi mà nó gãy ở một chỗ thì nó sẽ không thể nào mà thông suốt được. Đó, thì cũng có một số, có vẻ là những cái công việc của brand marketing như là event hay là digital hoặc là media thì sẽ thân thuộc với cả mọi người hơn, tại vì đó là những gì mà mọi người thấy được hàng ngày. Nhưng mà để mà phân biệt hơn, rõ hơn cho mọi người về cái brand marketing và trade marketing á, thì brand marketing đối tượng chủ yếu sẽ là người tiêu dùng cuối cùng, còn trade marketing là người mua hàng tại địa điểm bán hàng. Thì hai người này có thể là sẽ giống nhau nếu như mà bạn ra quán, bạn gọi đồ uống và chính bạn sẽ là cái người mà sử dụng nó, thì bạn vừa là người mua hàng và người là người tiêu thụ hàng. Thế nhưng mà nếu như mà ví dụ như là hôm nay mẹ đi chợ, mẹ mua về một thùng bia cho ba, thì mẹ là cái người mua hàng còn ba là cái người tiêu thụ. Đó, thì
hai cái function đó sẽ có cái đối tượng rất là khác nhau để mà tiếp cận. Thank you Hương Linh. Chắc chắn là các bạn attending ngày hôm nay chúng ta cũng đã có những information đầu tiên về phòng commerce cũng như là phòng marketing rồi ha. Thì chắc là các bạn hãy nên đặt một số câu hỏi cụ thể hơn để chúng sẽ đến trong cái phần tiếp theo. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa thì sau đây xin mời phòng finance, xin mời anh Đăng Duy ạ. Rồi, cảm ơn Quang, xin chào các bạn. Thì chắc các bạn cũng biết thì phòng finance nó cũng có một số cái basic function để support cái quản lý dòng tiền, quản lý tài sản của công ty, đúng không ạ? Thì đối với Heineken á, Heineken Việt Nam á, thì mình cái structure của cái phòng finance nó rộng hơn một chút. Mình sẽ nói sơ qua về cái structure của cái phòng finance ở Heineken. Thì ở công ty mình thì có khoảng hơn 100 nhân viên làm cho phòng finance này, chia ra theo các division khác nhau. Thì các bạn thấy ở trên slide á, mình có các phòng như là transactional finance là để phụ trách các giao dịch tài chính, kế toán của công ty, đúng không ạ? Tiền vô, tiền ra, đó là cái basic function của phòng tài chính. Thì đó là thuộc phụ trách của phòng transactional finance. Rồi mình cũng có phòng reporting báo cáo tài chính cho công ty hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Rồi mình có phòng thuế, phòng tax, thì lo về tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, thuế công ty, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt của công ty. Thì đây cũng là một phòng rất là quan trọng. Mình có phòng P&CI rất là đặc biệt. P&CI là viết tắt của chữ Process and Continuous Improvement. Có nghĩa là phòng này sẽ phụ trách hai cái điểm chính. Thứ nhất là Internal Audit của công ty, kiểm toán nội bộ của công ty. Và cái hai là về những cái process ở công ty, trong các phòng ban khác thì ở đâu mình có thể improve được, ở đâu mình có thể làm tốt hơn, thì cái bộ phận này sẽ phụ trách để làm việc với các đồng nghiệp ở các phòng ban khác để mà improve cái process này. Mình có phòng procurement là phòng mua hàng. Mình có 3 phòng business control, thì cái này nó rất là đặc biệt. Ở Heineken mình chia ra làm 3 phòng gọi là finance business partner. Các anh chị nhân viên ở các phòng ban này đóng vai trò là một người gọi là một co-pilot để mà support các phòng ban khác. Thì ở đây mình có supply chain, thì supply chain các bạn cũng biết là liên quan đến việc mua nguyên vật liệu, sản xuất hàng hóa, đóng gói thành phẩm và giao hàng cho nhà phân phối. Thì mình có một bộ phận của phòng tài chính để mà chuyên phục vụ cho cái phòng supply chain này. Đó. Rồi mình cũng có một phòng business control nhưng mà chuyên phục vụ cho phòng commerce giống như của bạn Linh nè. Thì ở bên trade, marketing hay sales, bất cứ các bạn nhân viên ở bên phòng commerce mà có muốn support từ phía finance á, thì mình cũng có một cái phòng business control để mà support các bạn. Rồi phòng digital strategy, hoạch định chiến lược cho công ty, thì cái phòng ban này là một trong những cái strategic department để mà hoạch định lên những cái chiến lược phụ giúp cho management team để mà có những cái hoạch định chiến lược lâu dài của công ty. Trước đây thì mình có phòng hai tuần trước vào tháng 9 thì mình đã tách ra rồi. Thì phòng IT bây giờ là phụ thuộc vào phòng Digital and Technology. Cái phòng rất là mới. Đây là phòng các bạn đang ở những phòng ban khác nhé. Rồi, thank you và ba diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đã có những phần general introduction ở phần đầu tiên. Chắc chắn là bây giờ Quang tin là các bạn audience cũng rất là nóng lòng để chúng ta có thể là biết thêm những cái thông tin chi tiết hơn về từng phòng ban để phục vụ cho quá trình ứng tuyển của các bạn. Và Zoom của chúng ta cũng đã có tối đa 500 bạn đang cho ở trong này rồi, nên bạn nào mà
lỡ ở trong này rồi mà xin lỗi mà các bạn nào mà bị lỡ out ra thì Quang nghĩ là rất khó để có thể là quay trở lại nhá, nên hãy cố gắng ổn định để chúng ta tránh bị out ra bên ngoài ha. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ đến với phần nội dung số 2 là phần thảo luận và phân tích kỹ hơn với các anh chị các speaker. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi dành cho phòng Human Resources. Công việc của người làm nhân sự trong những năm gần đây có thay đổi so với quá khứ đúng không? Thì quan hiểu là trong 2 năm gần đây chúng ta có sự ảnh hưởng bởi dịch Covid, nó không chỉ liên quan đến việc mà môi trường làm việc từ văn phòng mà chuyển thành work from home, mà còn cái cách mà chúng ta tương tác giữa mọi người trong công ty cũng thay đổi rất nhiều nữa. Thì ngay sau đây thì Quang xin mời Như Quỳnh có thể là chia sẻ với cả các bạn ở Trendy về cái actually là những thứ gì nó đã happen và thay đổi ở Edition được không? Dạ, cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Thì trước khi mà đi về hai năm gần đây á, thì em muốn bắt lại một cái câu chuyện xa hơn nữa. Là trước đây á, thì khi mà mọi người nghĩ về nhân sự, nghĩ về HR thì mọi người sẽ nghĩ đến những thứ như là làm giấy tờ nè, công việc hành chính nè, những cái thủ tục hay là những cái quy trình theo đúng cái quy định của công ty. Và ngoài ra thì trước đây người HR chỉ đóng là một cái vai trò gọi như là hỗ trợ cho cái sự vận hành của công ty thôi. Tuy nhiên á, là càng ngày về sau thì mình đoán là các bạn đây cũng sẽ biết là cái việc mà đầu tư và phát triển cho nguồn nhân lực của công ty nó càng ngày càng được chú trọng hơn, và rất là nhiều công ty họ quan tâm đến cái điều này. Và vì vậy cho nên là người làm HR hiện tại thì họ không còn chỉ đơn giản làm những công việc supporting mang tính giấy tờ cho công ty nữa, mà đã và đang trở thành một cái đối tác chiến lược và một cái cánh tay đắc lực cho cái sự phát triển của công ty. Và tương tự như vậy thì Heineken Việt Nam cũng chắc chắn là không nằm ngoài cái sự dịch chuyển này. Vì vậy cho nên là bộ phận nhân sự mình nghĩ là ở bất cứ công ty nào, và đặc biệt là ở Heineken Việt Nam, thì sẽ phải cải tiến từng ngày để mà mình có thể đi song hành cùng với cái công ty trên cái chặng đường phát triển đó. Thì một cái ví dụ đi, cho các bạn dễ hiểu, thì ví dụ như trước đây khi mình nhắc đến tuyển dụng đi, thì ví dụ như là một cái phòng ban có một cái nhu cầu tuyển dụng một cái bạn kế toán, thì người làm nhân sự sẽ là nhận cái order đó và họ sẽ đăng tin tuyển dụng rồi phỏng vấn bạn đó vân vân, đúng không? Tuy nhiên là những năm trở lại đây thì HR, cái công việc của HR nó không còn đơn giản là như vậy nữa, mà nó sẽ nhìn một cái cách chiến lược dài hơi hơn và tổng thể hơn. Ví dụ như là hàng năm thì các HRBP cùng ngồi lại với trưởng ban để có chiến lược 3 năm, 5 năm dài. Trong 3 năm tới thì cái business của chúng ta sẽ phát triển như thế nào, cái lúc đó thì chúng ta những cái vị trí nào trong công ty là sẽ còn tồn tại và những cái vị trí nào sẽ cần phải được thay mới, cần phải được thay thế, lúc đó con người thì cần phải có những cái kỹ năng, những cái kiến thức gì để có thể đáp ứng được với cái sự phát triển của công ty vân vân. Và từ những cái chiến lược, những cái hoạch định dài hơi đó thì chúng ta mới đi đến cái công việc tuyển dụng, và nó sẽ là một cái chiến lược tuyển dụng dài hơi chứ không còn chỉ là cái việc mà muốn là tuyển liền ngay lập tức nữa. Thì bác lại cái câu chuyện hồi nãy anh Quang có nói là 2 năm gần đây thì khi mà chúng ta đối diện với cái dịch Covid thì công việc của người HR nó cũng có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thứ nhất đó là ví dụ như là hiện tại thì rất là nhiều chúng ta phải đổi cái hình thức làm việc, đúng không? Không thể nào mà hàng ngày đi đến công việc công ty được nữa, mà chúng ta phải chuyển thành work from home. Ngoài ra thì công ty Heineken Việt Nam thì có 6 nhà máy ở 6 cái nơi làm 6 cái tỉnh thành khác nhau, cho nên là cái người làm nhân sự sẽ phải là người sắp xếp nhân lực làm sao để mà có thể đảm bảo được cái sự hoạt động đúng tiến độ của công ty trong cái môi trường dịch. Thứ nhất là sắp xếp về nhân sự, và thứ hai là sắp xếp ngay cả là cái việc là chỗ ăn, chỗ ngủ cho nhân sự nó sẽ như thế nào. Tại vì các bạn cũng đã từng nghe đến những cái chính sách của chính quyền, ví dụ như là ba tại chỗ, là phải ăn, phải ở, phải ngủ tại cái nhà máy, thì người nhân sự cũng chính là người sẽ làm cái công việc này. Và ngoài ra trong cái thời điểm hiện tại thì Quỳnh đoán là tất cả các chúng ta đều đang gặp rất là nhiều khó khăn về mặt, giống như là chúng ta sẽ về mặt thể chất cũng khó khăn, về mặt tinh thần chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta bị stress, bị burnout nhiều hơn. Cho nên là hiểu được cái điều đó thì người làm HR cũng chính là người sẽ có thêm nhiều những cái hoạt động để có thể gắn kết, để có thể kết nối những cái nhân viên trong công ty của mình. Ví dụ như là ở Heineken Việt Nam thì đang có những cái chương trình như là những cái buổi tập thể dục online này, hoặc là những cái chương trình mà có thể kết nối không chỉ là với nhân viên, mà còn xa hơn nữa là đến gia đình của những cái nhân viên mà đang làm việc ba tại chỗ ở công ty. Thì đó là một cái cách mà công ty đã và đang chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của người dân tốt hơn, cái tinh thần của nhân viên tốt hơn, cũng như là gắn kết nhân viên trong cái thời điểm này. Thank you Quỳnh. Chắc là hỏi nhanh Quỳnh một câu hỏi nữa này.
Vậy thì cái tình hình COVID hiện nay ảnh hưởng như thế nào tới cái vòng thi ở trong cái chương trình APGP mà các bạn ở Sandy lên lưu ý nhỉ? Thì cái lúc mà em thi là trước là 2 năm trước á, thì khi đó thì cái ba những cái vòng thi đầu tiên thì nó vẫn giống nhau, tức là các bạn gửi hồ sơ nè, sau đó thì các bạn sẽ có virtual interview, sau đó thì các bạn sẽ có một cái vòng local interview. Thì những cái vòng này thực hiện ở Việt Nam, và cuối cùng cái vòng cuối cùng assessment round thì chúng ta sẽ lúc đó thì em bay qua cái APAC office để mà mình có thể thực hiện cái chương trình ở đó. Tuy nhiên là đối với năm nay thì hiện tại theo em được biết là có thể là sẽ diễn ra virtually, cái vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra virtually do tình hình dịch nó cũng còn đang khá là phức tạp. Và tương tự năm ngoái cũng cái vòng thi cuối cùng là assessment center cũng đang diễn ra virtually cho các bạn. Thank you Như Quỳnh. Vậy là các bạn attendee chúng ta nên lưu ý nhé, để trong cái quá trình mà chúng ta ứng tuyển và tham dự những cái vòng tiếp theo thì cũng sẽ hiểu rõ về các cái round nó sẽ diễn ra như thế nào. Câu hỏi tiếp theo dành cho phòng marketing thuộc commerce. Anh nghĩ sao về định kiến con gái không làm được marketing ở trong ngành bia, và cũng chắc là cũng sẽ là làm gọi là trong ngành bia nói chung đúng không? Thì chắc là xin mời Hương Linh chia sẻ với cả các bạn audience cái câu trả lời cho câu hỏi được không? Điều đầu tiên là khi mà mọi người nhìn vào trong cái webinar này á, thì mình đã có tận 2 nước 1 nam. Thế nên là đâu đó cũng đã trả lời được chung trong ngành bia là việc con gái có làm được trong ngành bia hay không. Rồi còn cá nhân chị á, thì thực ra trước khi mà apply vào Heineken thì không phải là chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng mà sau khi mà xem tất cả các cái thông tin về văn hóa và môi trường làm việc của Heineken thì thấy là Heineken là một công ty rất là open này, friendly, diverse và inclusive, thì cởi mở, hòa đồng và rất là đa dạng. Thì mặc dù là mình apply vào công ty thì nhưng mà không phải là chỉ có công ty challenge chị, mà bản thân chị cũng challenge một cái point của công ty luôn là Heineken nói vậy liệu có phải thật là như vậy hay không đó. Và thì cuối cùng thì mình cũng đã thành công. Và thực ra là trong cái buổi interview á, mình cũng có nói với tất cả những cái người mà phỏng vấn mình hoặc là assessment center là chị là một người dị ứng với cồn và tiểu lượng là dưới 1 lon bia đó. Và chị có propose một cái ý tưởng là hồi đó cũng là trước cái nghị định 100 á, chị có propose một cái ý tưởng là sẽ đưa Heineken 00 là Heineken không độ về tới Việt Nam trước khi cả công ty đưa nó về Việt Nam thực sự đó. Và mọi người có take note cái point đó vào, và cho đến tận bây giờ ấy thì chị đảm bảo là nó vẫn còn trong hồ sơ của công ty luôn. Rồi thế khi đến khi mà chị nhận cái offer ấy, thì chị nhận được offer là làm ở phòng ban trade marketing. Thì mọi người cũng có một cái định kiến về trade marketing là trade marketing sẽ phải đi thị trường rất là nhiều, và không những làm trade marketing còn làm kênh on trade, có nghĩa là cái kênh mà tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Và không những thế mà là còn kênh traditional on trade, có nghĩa là kênh bia hơi và quán nhậu. Đó thì đặt chị là một đứa con gái mà thực sự là rất là nhỏ bé, nếu như mà hôm nay có cơ hội giao lưu trực tiếp với mọi người và trong cái bối cảnh là bia hơi và quán nhậu thì thực sự là chưa, trong đời chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ làm công việc như vậy luôn đó. Nhưng mà sau khi mà hít một hơi rồi bình tâm lại và nói rằng là có lẽ là công ty cũng biết mình là một người dị ứng với cả rượu bia, dị ứng với cồn, thì cũng đặt mình trong một cái hoàn cảnh như thế để trả lời cho mình là dù cho là làm một cái kênh quán nhậu bia hơi thì tất cả mọi người cũng sẽ welcome mình đó. Và khi mà chị và chị nói rằng là ok, challenge accepted xong, thì khi mà mới vào công ty á, thực ra là mình cũng bản tin vào bản thân mình là kiểu gì mình cũng sẽ làm được. Tuy nhiên thì niềm tin không thôi ấy, không thể nào mà biến thành hành động được. Thế nên là cũng sẽ phải có một cái kế hoạch gì đó để mà biến cái niềm tin đấy thành hiện thực. Thì nếu mà mình không biết thì mình hỏi, thì mình hỏi các sếp của mình, rồi mình hỏi mentor của mình, thì mọi người đều cho mình một cái expectation là hãy đi ra ngoài thị trường. Nếu như mà trước kia ấy, thì chị học ở Nhật, thì chị còn nói với cả mentor của chị một câu là chị nghĩ rằng là nếu như mà ở Nhật mà không biết bạn Nhật nào thì không gọi là Nhật. Thì mentor của chị còn nói là một câu là nếu như mà làm trade marketing mà không đi sale, mà không đi field thì không gọi là làm trade marketing đó. Thế nên là mình cũng gọi là chạy theo các cái anh chị cùng trong team này, rồi là bất kỳ ai mà có những cái hoạt động gì outlet visit đi thăm thị trường thì mình cũng hỏi để cho mình đi theo với. Và dần dần khi mà mình quen thì không những là mình hỏi mọi người cho mình đi theo mà mình rủ mọi người đi
outlet visit cái project của mình luôn. Rồi thậm chí là có những khi mà mọi người bận, mọi người không đi được thì mình tự rong ruổi trên các con phố luôn. Mình tự đi vào quán và thậm chí là đi vào quán một mình. Các cái nhân viên phục vụ này rồi các khách nhìn mình từ đầu đến chân luôn, bởi vì con bé này ngồi mình và uống mình luôn. Đó, thế nhưng mà ngồi đấy làm gì? Để mà quan sát được là cái phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm của mình là như thế nào, và phản ứng của khách hàng đối với cái hoạt động mà chị đang làm tại cái điểm bán đó như thế nào, có tích cực hay không, mọi người có thích cái game đó hay không, hay là mọi người có thích những cái gọi là gì nhỉ, quà tặng nhỏ nhỏ merchandise mình tặng hay không, insight là như thế nào. Thì đó là những cái mà mình nên quan tâm hơn là ở những cái ánh nhìn của mọi người. Rồi mọi người cũng rất là quan tâm là hỏi xem là đã về đến nhà chưa, hay là khi mà đối với Heineken á thì an toàn là trên hết, safety first. Thế nên là sẽ có cái tài khoản Grab cho mọi người đi thị trường. Và khi mà đi về á thì mọi người cũng đưa chị ra tận đến Grab. Và rồi cũng thấy chị là sẽ vắt chanh vào trong cốc nước lúc mà hết cái buổi á, thì mọi người có nói là ôi em được uống như thế hại gan lắm, để mọi người mua trà cho em uống. Đó, thì tất cả những cái như thế sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho mình làm tốt công việc của mình. Và cho đến tận bây giờ thì cũng chưa bao giờ mà mình nghĩ là mình có cái mặc cảm hay là cái sự ngại đi thăm thị trường hết. Thank you, Linh. Về mọi người, anh có thể anh tiếp lời lên chút xíu ở chỗ này nè. Anh muốn share một tí xíu thôi, là anh thấy mình càng ngày càng càng phát triển, mình thấy cái ranh giới giữa những cái việc mà nam có thể làm được hoặc là những công việc mà nữ chỉ có nữ mới có thể làm được thôi, thì nó càng ngày nó càng mờ đi. Thì có rất là nhiều công việc hiện giờ nam nữ thì đều làm cũng được hết á. Anh thấy là anh join Heineken được 4 năm rồi, thì cái quá trình 4 năm trước so với bây giờ, anh thấy ở Heineken nó càng ngày càng có nhiều nhân viên nữ hơn lúc trước nữa. Các sếp mới vô công ty cũng đa số rất là nhiều người người nữ phải nắm giữ những cái vị trí quan trọng ở trong công ty. Thì anh thấy đó là không phải là một cái vấn đề để mà mình phải lo lắng. Và thực ra là đó cũng chính là cái mà để cho mình cảm thấy là tự tin hơn. Và những cái lúc mà mình gần như là đi xuống đáy á, thì đấy chính là cái điều làm mình nhớ lại để mà mình tiếp tục công việc và tiếp tục một cách gọi là xuất sắc hơn nữa. Thank you Hưng Linh cũng như là anh Duy về những chia sẻ với những câu chuyện nó rất là thật. Nên chắc chắn là qua cái phần chia sẻ này thì các bạn nam hay nữ thì các bạn cũng hoàn toàn tự tin nhá, đừng coi đó là một cái rào cản để đưa mình đến với công ty ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 về phòng finance. Xin mời anh Duy có thể chia sẻ về career path của phòng finance của một bạn AP finance sẽ diễn. Cảm ơn Quang. Theo anh nghĩ thì cái career path của mỗi người thì nó cũng, anh nghĩ là nó sẽ khác nhau tùy vào cái sở thích của bạn, cái khả năng của bạn, cũng như là cái những cái cuộc trao đổi giữa bạn với sếp của bạn khi mà định hướng cái career path của mình ở trong công ty. Thì chắc có thể là cho anh xin phép anh lấy cái chặng đường ABGB của anh để mà diễn tả, để chắc nắm được phần nào là mình sẽ đi qua những cái giai đoạn nào. Thì khi mà anh join ABGB Heineken 2017, anh được giao cái assignment đầu tiên là nó nằm ở cái phòng business control cho supply chain. Thì supply chain là dưới nhà máy. Thì lúc đó anh làm việc ở nhà máy Tiền Giang, cũng có một số cái dự án để mà giúp mình học hỏi thêm về kiến thức về công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh ở dưới nhà máy của công ty, sản xuất bia ra sao, mình kho bãi như thế nào, vận chuyển hàng hóa đến nhà phân phối như thế nào, rồi cách mình maintenance máy móc ra sao. Thì đứng ở góc độ finance, mình cũng có thể lên được, học hỏi được rất là nhiều ở cái khía cạnh đó. Thì đó là assignment đầu tiên của anh ở supply chain. Cái thứ hai, khi mà anh qua Malaysia thì anh được làm việc với phòng commerce, rất là gần gũi với cái phòng commerce. Thì lúc đó anh làm bên business control cho commerce, thì làm việc với các bạn sale nè, marketing nè, trade marketing, để mà support và làm một cái business finance business partner với các bạn ở phòng commerce. Lúc đó anh cũng có join phòng revenue management. Thì trong quá khứ revenue management là một phần của phòng tài chính, nhưng mà bữa nay thì nó đã chuyển qua phòng phòng sale rồi.
Đó là assignment thứ hai. Đến đọc assignment thứ ba thì anh đi Đông Timor, anh được tham gia team reporting, báo cáo tài chính của công ty. Thì đó là ở Đông Timor. Sau ba cái assignment đó thì khi mà anh quay về Việt Nam là assignment cuối cùng. Thì đáng lẽ là đó là một cái assignment mà cross-functional, giống như là bạn Quỳnh ở đây nè, phòng HR, nhưng mà cái cross-functional assignment của bạn là ở bên phòng tài chính chẳng hạn. Thì lúc đó anh cũng có một cái assignment làm việc với một cái project để làm việc với tất cả các phòng ban khác nhau ở trong công ty luôn. Thì cái đó là cái assignment cuối cùng của anh. Thì tương tự, nếu mà các bạn apply vào APGP năm nay, đối với riêng phòng tài chính đi ha, thì có thể là trong 8 cái division hồi nãy anh có show các bạn á, thì có thể các bạn được rotate tùy vào cái năng lực của bạn nè, cái sở thích của các bạn và cái cuộc trao đổi trò chuyện của bạn với sếp để mà cho nó phù hợp. Thì mỗi người nó sẽ có một cái background khác nhau ha. Cái đó là cái ABGP program. Sau cái program đó các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội khác nữa để mà đi theo cái con đường mà mình thích. Sau khi mà mình đã trải nghiệm hết tất cả các division của finance rồi thì các bạn sẽ có được một cái suy nghĩ và một cái plan cho mình để mà mình đi cái đường nào cho nó phù hợp. Thank you Angry. Vậy là chúng ta có thể thấy là các bạn sẽ có rất nhiều những cái option khác nhau, có thể là case by case để các bạn có thể là phát triển cái career của mình ở trong phòng finance. Tuy nhiên quan đoán chắc chắn là những cái thử thách ở những cái phòng rotation của các bạn sẽ rất là nhiều, có rất là nhiều những cái thử thách và khó khăn ở phía trước để có thể là tôi luyện lên những bạn APGP rất là tài năng ở trong tương lai. Thank you Angry. Chúng ta đến với là câu hỏi tiếp theo cho phòng Human Resources. Đâu là những lợi thế của một bạn HR APGP? Thì chắc là câu hỏi này thì xin mời Như Quỳnh có thể để chia sẻ với các bạn audience được không ạ? Thật ra đây là một câu hỏi rất là hay, và cái lúc mà mình mới apply vào chương trình thì mình cũng tự hỏi là cái điều gì sẽ khiến cái chương trình này nó giúp mình phát triển tốt hơn trong cái career path làm nghề nhân sự của mình. Thì tính đến thời điểm hiện tại, tức là đã hơn một năm Quỳnh làm việc tại Heineken Việt Nam á, thì đối với Quỳnh là có ba cái điểm chính mà khiến cho cái chương trình này nó stand out. Thứ nhất á, là một bạn HR APG thì có cơ hội được luân chuyển qua các phòng ban khác nhau trong nhân sự. Cũng như là mình đã nói trước rồi, thì sẽ là ba dự án các bạn làm ở phòng ban nhân sự, và một dự án sẽ là cross function, tức là bạn tùy chọn bất kỳ một phòng ban nào khác trong Heineken Việt Nam để mà mình có thể thử sức. Thì nhờ cái việc mà luân chuyển như vậy cho nên á, là mình sẽ có thể hiểu rất là rõ về những cái phòng ban chuyên môn của nhân sự, hiểu được cách các phòng ban có thể tương tác với nhau để làm cách nào để có thể mang được cái lợi ích chung cho cái công ty, cho cái business của mình. Ví dụ như là trường hợp của Quỳnh đi, thì cái dự án đầu tiên thì Quỳnh làm về dự án về văn hóa đa dạng và hòa nhập đối với Heineken Việt Nam. Thì ở cái dự án này thì Quỳnh được học rất là nhiều về cái kỹ năng communication. Và sau đó khi mà Quỳnh qua dự án thứ hai thì là một cái dự án cross function. Như anh Nhi cũng đã có chia sẻ rồi đó, thì là Quỳnh luân chuyển qua phòng finance, thì cụ thể là ở phòng PNCI, tức là phòng cải tiến quy trình và kiểm soát rủi ro. Thì ở cái assignment này thì Quỳnh làm cái dự án về cách tối ưu hóa chi phí cũng như là quản lý sự thay đổi. Và cái dự án thứ ba chính là dự án hiện tại của Quỳnh, thì Quỳnh đang làm HRBP cho nhà máy Quảng Nam và Đà Nẵng. Thì thật ra nếu mà đặt lên trên bàn ba cái dự án này thì nghe nó có vẻ rất là không có liên quan gì với nhau hết. Tuy nhiên á, là khi mà mình có cái thời gian mình dành hè để mình reflection lại thì mình đều thấy là nó có cái sự tương quan, nó có cái sự hỗ trợ với nhau. Cụ thể là những cái kỹ năng mà mình học được từ một cái dự án nó sẽ giúp cho mình contribute tốt hơn ở cái dự án tiếp theo. Ví dụ như là khi mà Quỳnh được làm về cái dự án văn hóa đa dạng và hòa nhập á, thì Quỳnh học rất là nhiều về communication skill. Và khi đó thì khi mà mình bước qua phòng cải tiến quy trình về kiểm soát rủi ro thì mình mang những cái mà mình đã học được để mà mình có thể communicate tốt hơn với những cái stakeholder của mình, quản lý cái sự thay đổi nó tốt hơn, vân vân. Đó, thì đó là cái mà Quỳnh thấy là lợi thế đầu tiên. Cái lợi thế thứ hai á, là Quỳnh rất là may mắn khi mà được anh Don là People Director của Heineken Việt Nam, là người cố vấn trực tiếp cho cái lộ trình phát triển sự nghiệp của mình. Thì anh Don thì là một người rất là giàu kinh nghiệm, là một người đi trước rồi, cho nên là những cái sự chia sẻ của anh rất là bổ ích cho mình, và mình có thể hiểu được là cái lộ trình trong tương lai của mình với tư cách là một người làm nhân sự thì có thể phát triển ra sao và có thể phát triển như thế nào. Và cái lợi thế thứ ba mà mình thấy đó chính là khi bạn là một APG, bất kỳ bạn là một phòng ban nào, thì bạn có cái cơ hội được làm việc và được
thứ nhất là làm được những cái dự án quan trọng nè, thứ hai là bạn được có cơ hội làm việc với các senior leader, các anh chị quản lý cấp cao, và nhờ cái việc làm việc với họ mình được mở mang tầm mắt hơn rất là nhiều, mình được cái cơ hội học hỏi từ họ rất là nhiều. Và từ những cái việc mà mình học hỏi, mình trau dồi đó, mà sau 2 năm thì các bạn có cả những cái kỹ năng kiến thức chuyên môn cần thiết, cũng như là những cái kỹ năng mềm để mà mình có thể nắm giữ những cái vị trí quan trọng trong công ty trong tương lai. Thì đó là phần chia sẻ của Quỳnh về cái phòng ban HR của mình. Thank you Quỳnh. Có thể là hỏi nhanh là vậy là các bạn APG thì có vẻ là có cơ hội để phát triển điểm nhập ở cả chiều ngang và chiều sâu rất là toàn diện so với cả các ứng viên khác đúng không nhỉ? Đúng rồi đó Quang. Thật ra thì cái thời gian nó có vẻ ngắn, nhưng mà bởi vì các bạn bị một phần đó là Quỳnh cảm thấy là các bạn APG sẽ bị áp lực về mặt thời gian, là trong cái khoảng 6 tháng đó các bạn giao những cái dự án mà các bạn phải làm để đạt được cái kết quả tốt nhất đúng không, thì các bạn sẽ buộc bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn, học hỏi nhanh và học hỏi nhiều hơn để mà mình có thể làm tốt nhất có thể khả năng của mình trong 6 tháng đó, bởi vì bạn chỉ có 6 tháng ở bất kỳ một cái phòng ban nào thôi đó. Cho nên là bằng cái việc đó thì bạn sẽ phát triển rất là nhiều. Có thể là bạn sẽ không có gọi như là quá là đào sâu như là những cái bạn chuyên môn, những cái bạn specialist ở những cái phòng ban khác. Tuy nhiên những cái mà bạn học được nhờ vào những cái sự luân chuyển của bạn sẽ cho bạn một cái gọi như là một cái nhìn toàn diện về HR đang làm việc như thế nào và hỗ trợ nhau như thế nào. Cái này là một cái cảm nhận chung của các bạn tham gia chương trình APGB. APGB ở ngoài, giống như anh cũng có cảm nhận như vậy, là mình chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi, 6 tháng thôi, thì mình qua một cái function mới, làm sao để mình hiểu được mọi người đang làm những cái gì, đâu là những cái trở ngại trong công việc, cái process ở đây, thì nó đã mất 1-2 tháng, ít nhất là 1-2 tháng rồi, mình chỉ còn khoảng 4 tháng còn lại để mà mình deliver được một cái gì đó, một cái kết quả nào đó. Thì notice trước cho các bạn khi các bạn tham gia chương trình sẽ có những cái cảm nhận như vậy. Chắc là với chia sẻ của Như Quỳnh cũng như là anh Duy thì các bạn cứ tưởng tượng là apply để có thể là trở thành một bạn APG ở trong tương lai, khó 10 chắc là vào trong công ty để tiếp tục phát triển thăng tiến nữa và survive nữa đúng không? Chắc là cũng sẽ khó gấp 50, gấp 100 lần đấy. Nên các bạn cứ chuẩn bị tinh thần ha. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo cho phòng marketing. Phòng marketing của Heineken đã có những thay đổi nào để thích ứng với cả dịch COVID? Xin mời Xuân Linh. Để mà em nói về cái vấn đề thay đổi thích ứng với COVID này, thì em sẽ nói đến một cái tinh thần mà ở Heineken gọi là Yes We Can. Tại sao lại nói đến một cái tinh thần này thôi chứ không phải là bằng nhiều các cái hoạt động khác? Bởi vì là khi mà mình làm gì đi nữa thì mình cũng sẽ cần một cái tinh thần ở trong đó. Nếu mà mình làm mà mình không có tinh thần thì thực sự là chỉ là một cái checklist thôi, là mình đã làm xong. Thì cái tinh thần này ấy, ở đây nó mang cái ý nghĩa là một cái ý chí kiên cường và tinh thần quyết thắng. Và thực sự thì đây không phải là một cái, không thể gọi là một cái thay đổi được, bởi vì là cái tinh thần này thì đã vốn có trong Heineken rồi. Chỉ là ở cái giai đoạn khó khăn COVID này thì mọi người mới muốn gọi tên nó ra để mà mọi người có thể nhắc nhở nhau về cái tinh thần này một lần nữa, và để cho cái tinh thần này nó sống dậy ở trong mỗi con người, ở mỗi phòng ban ở Heineken. Thì mọi người có thể biết là trong cái đợt COVID vừa rồi thì có ai có thể trả lời cho chị là rượu bia và nước uống có phải là ngành thiết yếu hay không? Thì thực ra là ở giai đoạn đầu thì mọi người cũng không hề có một cái câu chuyện trả lời chính xác cho cái vấn đề này, và đến tận bây giờ thì có lẽ là cũng maybe là cũng chưa đâu. Thế nhưng mà cái tinh thần Yes We Can này nó được kết hợp với lại cái tinh thần Safety First ở Heineken như thế nào? Thứ nhất là ở cái khối supply chain ấy thì họ sẽ phải làm việc 3 tại chỗ. Làm thế nào để vẫn duy trì công việc, vẫn Yes We Can nhưng vẫn safety. Thứ hai là ở các cái support function thì sẽ cần làm việc ở nhà. Vậy thì làm thế nào để mình vẫn có thể deliver công việc mà mình không gặp nhau? Cái communication nó rất là bị lag.
bởi vì là mọi người không hay được gặp nhau, và cái việc mà nói chuyện với nhau qua email hoặc qua online thì nó có rất là nhiều giới hạn, nhưng làm thế nào để có thể vẫn làm được công việc, vẫn vận hành được bộ máy mà vẫn làm việc ở nhà an toàn. Và thứ ba là cái khối commerce về phụ trách trực tiếp về cái gọi là bán hàng á, thì đã phải rất là khó khăn để mà vượt qua cái giai đoạn vừa rồi. Tất nhiên là trong cái lúc mà mọi thứ nó lên đến đỉnh điểm và mọi thứ mọi người, tất cả mọi người đều phải ở nhà thì mình không thể làm gì được rồi, nhưng mà ngay khi mà cơ hội, ngay khi mà an toàn thì mọi người đã ngay lập tức ra quân và ngay lập tức thể hiện cái tinh thần yes we can mà vẫn an toàn. Thì đó là cái cách mà Heineken đã vượt qua cái giai đoạn COVID-19 vừa rồi. Thank you Hương Linh. Vậy thì anh nghĩ là các bạn ở trên đi ngày hôm nay các bạn cũng nên nốt những cái chia sẻ này, rất có thể các bạn sẽ bị hỏi ở trong những cái vòng tiếp theo đấy. Nha, có thể là cái case ở trong assessment center có thể liên quan đến tình hình COVID chẳng hạn, nên đây cũng sẽ là một số cái tip để các bạn có thể là nếu mà phải câu hỏi này thì các bạn cũng có thể là có những cái tip để các bạn trả lời được tốt hơn ha. Câu hỏi tiếp theo về phòng finance. Xin mời anh Duy có thể chia sẻ làm sao để nhân viên trẻ được tham gia vào những dự án quan trọng của phòng finance nói riêng, cũng như là của Heineken nói chung được không ạ? Thực sự thì anh thấy cái câu hỏi này nó khó quá. Anh nghĩ dự án quan trọng thì cần phải có những người có thể deliver được tham gia vào dự án đó. Thì anh nghĩ nói chung á là mình phải là người có năng lực thì mình mới có thể tham gia những cái dự án quan trọng đó. Nhưng mà anh nghĩ là anh nó cái vấn đề này ở một cái góc nhìn khác ha. Anh nghĩ khi mà mình làm một cái gì đó đó thì nó có hai cái mặt của vấn đề là competence và confidence. Có thể là bạn có kỹ năng, có kiến thức, biết cách làm, nhưng mà nếu mà không confidence á, thì mình cũng không có deliver được. Cũng như ngược lại, nếu mà mình confidence, mình rất là tự tin, mình có dám thể hiện bản thân của mình, nhưng mà mình không có năng lực cũng như là không có đủ những cái kiến thức cần thiết thì nó cũng không được. Thì bởi vậy đây là một cái balance mình cần có, mình cần học hỏi và thể hiện, vừa có kiến thức vừa có kỹ năng cũng như là dám thể hiện, dám deliver. Thì anh nghĩ đây là cái, nếu mà nhìn vào cái góc cạnh này, nếu mà các bạn thể hiện được hai cái góc cạnh này thì có rất là nhiều cơ hội để mà tham gia nhiều dự án quan trọng. Đặc biệt ở Heineken thì có rất là nhiều dự án để các bạn có thể có cơ hội để tham gia. Thank you anh Duy. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo, lại tiếp tục của câu hỏi phòng finance. Những chứng chỉ và kiến thức nào mà ứng viên cần chuẩn bị tương tiện vào phòng ban finance của APGP? Xin mời anh Duy ạ. Cảm ơn Quang. Giống như anh có nói ở cái webinar đợt trước á, phòng tài chính thì nó có bị hơn chút xíu là các bạn tốt nhất là các bạn nên có một cái background khi mà mình học ở cao đẳng hoặc đại học rồi ha. Mình có thể học về tài chính, kế toán hay là quản trị kinh doanh nè. Đây là những cái foundation cho mình cái kiến thức để mà mình apply khi mà mình làm việc trong phòng tài chính. Nếu có thì tốt, còn nếu mà không có thì cũng không sao, miễn sao mình có mang cái tinh thần là em muốn học hỏi, mình muốn tìm hiểu, luôn luôn có cái khả năng là mình khi mà gặp một cái vấn đề gì đó hoặc những cái gì đó mình không biết, mình dám đương đầu thử thách và mình có thể học hỏi thêm. Như các bạn đã biết đó, 2 năm APGP không phải là thời gian ngắn, có rất là nhiều thời gian để các bạn, mình tạm gọi là filling the gap ha. Nếu mà có bạn có cái chỗ trống ở cái khoảng kiến thức đó thì đây là cái khoảng thời gian rất là tốt để mà các bạn có thể bù đắp lại bằng việc là học trong khi làm. Các bạn được luân chuyển vào các phòng ban thì có thể mình học ở đây, học chỗ kia, ngoài ra mình có thể học thêm ở ngoài nữa để mà bù đắp bằng những cái chỗ hổng đó. Đó là về kiến thức. Về chứng chỉ thì anh nghĩ là không nhất thiết mình phải có chứng chỉ để mà bắt đầu cái chương trình này đâu. Finance thì các bạn có CPA đúng không? Có CA, có CFA, ACCA hay CMA, rất là nhiều cái chứng chỉ các bạn có thể có. Nếu mà các bạn có khả năng cũng như là có thời gian, có đủ thời gian để mà học những cái chứng chỉ này thì rất là tốt ha. Nhưng mà nếu mà không có thì cũng không sao. Chia sẻ các bạn luôn là nguyên cái quá trình mà mình tham dự APGP, cái giai đoạn mà recruitment á,
qua các vòng á, thì có rất 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 là ít thời điểm mà mình phải trả lời những cái câu hỏi mà liên quan đến phòng tài chính. Đa số là general, không general question thôi, để show bạn là tính cách của bạn là người như thế nào, bạn có phải là một team player hay không, bạn show những cái kỹ năng mềm như thế nào, thì cái đó là cái điểm chính mà các bạn cần phải chú ý. Nếu mà chúng ta có những cái câu hỏi chủ yếu là các câu hỏi general thì làm sao để phát hiện ra được những cái tố chất của một bạn phù hợp với phòng finance nhờ anh Duy nhỉ? Cảm ơn Quang, câu hỏi rất là hay. Theo quan điểm của anh thì anh nhìn như thế này nè. Một công việc không thể define là một người có cái tính cách như thế nào để làm cái công việc đó. Giống như trong phòng finance đi, sẽ có rất là nhiều người có những cái tính cách khác nhau. Có nhiều người rất là outgoing, có những người rất là không muốn outgoing. Có rất là nhiều tính cách khác nhau. Thì cái đó không có quan trọng. Cái đó không có quan trọng ha. Thì không sao hết, miễn sao mình là người như thế nào, mình thể hiện mình là người như vậy trong qua các vòng của ABGB recruitment process thì các bạn sẽ ok thôi. Không sao hết. Em cũng muốn bổ sung thêm một cái point ở đây, cũng giống như là anh Di nói, thật ra là những cái chứng chỉ và cái bằng cấp các bạn có thì sẽ tốt, nhưng mà nó không phải là một cái điều kiện mà tiên quyết quyết định xem là bạn có phù hợp với cái chương trình này hay không. Một cái ví dụ điển hình là thật ra là Quỳnh học ngành tài chính ngân hàng, là một người không hề học gì về quản trị nguồn nhân lực hay là human resource gì cả. Tuy nhiên là vì mình có được cái sự đam mê mình và mình biết được là mình mong muốn mình làm việc trong cái mảng nhân sự, cho nên là mình thể hiện những cái đam mê, những cái hoạt động mà chứng tỏ cho cái việc đó của mình ra, thì khi đó thì mình sẽ thuyết phục được những cái người assessor của mình tin vào cái điều đó. Chứ còn mình nghĩ là không phải là một bạn học về ngành quản trị nguồn nhân lực thì sẽ có lợi thế hơn một bạn không học về cái ngành đó, thì mình nghĩ là không phải như vậy. Thank you Quỳnh ha. Vậy thì qua chia sẻ của Quỳnh cũng như là anh Duy thì các bạn có thể bớt lo lắng về việc là bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà Quang tin tưởng rằng là có học thì cũng sẽ có khác, đúng không? Cũng sẽ hỗ trợ, không bổ ngang thì bổ dọc, có thể là trong cả về quá trình các bạn làm việc sau này nữa. Nên chắc chắn là các bạn cũng nên chăm chỉ ha. Chúng ta cũng nên tìm hiểu và học hỏi và sau rồi kiến thức của như anh Duy chia sẻ thì không chỉ là trước các bạn học để thi vào đâu, mà trong cả quá trình làm việc sau này còn phải gọi là always learning nữa nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng đến là câu hỏi tiếp theo về trong phòng marketing. Việc luân chuyển giữa các phòng ban khác nhau trong phòng commerce bổ trợ cho cái chuyên môn hoặc là kỹ năng mềm như thế nào, thì xin mời Hương Linh có thể chia sẻ câu hỏi này được không? Dạ, cảm ơn anh Quang. Thì từ nãy đến giờ vừa anh Duy với Cao Quỳnh cũng đã có nói chuyện về cái việc rotation và luân chuyển giữa trong các phòng ban và giữa các phòng ban với nhau nó có lợi như thế nào rồi, thì cái ý của commerce ở đây cũng tương tự như vậy thôi. Mọi người có thể thấy là vừa nãy cái sản phẩm khi mà đi từ nhà máy cho tới người tiêu dùng đã qua ba cái phòng ban chính để mà kết hợp phối hợp nhịp nhàng với nhau rồi, và ngoài ra chưa kể vô số các cái phòng ban khác để support nữa. Thế nên là mọi người cần phải thấu hiểu lẫn nhau để có thể mà làm việc nhịp nhàng với nhau, và cái rotation và cái luân chuyển này là một cái công cụ rất là hữu ích để mà làm cái chuyện đó, không chỉ là cho những APGP đâu mà ngay cả bất kỳ nhân viên nào trong công ty. Thì tuy nhiên là APGP khi mà bước vào công ty thì được làm cái chuyện này ngay, thế nên là mình làm như thế nào để mình tận dụng cái cơ hội này, thì đó là cái câu hỏi lớn nhất. Thì khi mà mình luân chuyển qua các phòng ban này thì mình sẽ nhìn thấy được các cái lát cắt khác nhau của một cái business và sẽ được làm với các stakeholder khác nhau. Ví dụ của chị là đầu tiên thì chị làm trade marketing kênh traditional on trade, thì chị sẽ nhìn được cái lát cắt là từ brand tới trade tới sale, có nghĩa rằng là brand sẽ là cái người mà lên big idea và lên ý tưởng, sau đó chuyển lại cho trade kết hợp cùng với lại cái chiến lược về kênh bán hàng của mình để tạo nên, xây dựng nên cái kế hoạch hoạt động ở các cái điểm bán, và từ đó thì làm việc tiếp tục với sale để mà có thể hiện thực hóa được cái hoạt động đó tại cửa hàng cùng với lại cái người chủ của chủ quán hay là chủ địa điểm bán hàng. Đó thì đó là cái lát cắt đầu tiên. Cái lát cắt thứ hai ở revenue management thì chị nhìn thấy một cái lát cắt nữa là từ nhà máy, nhà phân phối, địa điểm bán lẻ tới người tiêu dùng, tới người mua hàng. Thì ở đây tại từng trạm một của cái con đường đó thì mình sẽ nhìn được là mình đã đầu tư bao nhiêu
mình đầu tư hiệu quả như thế nào và lợi nhuận của mỗi cái chặng đấy nó là như thế nào. Thì tại đây thì chị làm việc với rất là nhiều các loại data khác nhau, và mình sẽ biết được là cái data nào được collect như thế nào và sẽ được sử dụng trong trường hợp nào, các data mà có ý nghĩa tương đối như thế nào đối với nhau, hay là khi mà mình có data thì mình sẽ đi ra ngoài thị trường, mình có data thì mình sẽ dựng lên được một số những cái gọi là hypothesis, rồi thì mình đi ra ngoài thị trường để mình kiểm tra xem là cái mà mình hiểu dựa trên data đó nó có đúng hay không, hoặc là ngược lại, khi mà mình đi ở ngoài thị trường ấy, mình thấy có một cái hiện tượng như thế này đấy, mà mình giả định là nó là đúng, và khi mà mình về lại văn phòng thì mình bắt ngược lại cái data để mình kiểm nghiệm lại xem là nó có đúng hay không. Và hiện tại cái assignment thứ 3 của chị là ở brand marketing ấy, thì nó sẽ có một cái lát cắt nữa về cái business, đó là cái lát cắt mà về cái mảng ATL, là về cái mảng on above the line ở những cái kênh truyền thông đại chúng, ví dụ như là TVC, media, digital gì đó, là những cái thứ mà trước đây mà mình chưa từng biết đến bao giờ. Và nó cũng đồng thời, cái lát cắt này ấy, nó cũng đồng thời bổ trợ cho hai cái lát cắt trước, ở chỗ là trước đây khi mà làm trend marketing ấy, thì mình sẽ nhận một cái ý tưởng từ bên brand và mình không hề biết cái ý tưởng để nó được ra đời như thế nào. Nhưng bây giờ khi mà mình làm trực tiếp thì mình đã biết cái big concept, cái big idea, cái concept nó được ra đời như thế nào. Và sau đó thì cũng ứng dụng ngược lại là trước đây mình làm trade rồi, thì mình đặt lại vấn đề là khi mà có cái concept đó, mình có thực hiện được ở ngoài outlet hay không, hay creative nó chỉ dừng lại ở creative mà thôi. Thì đấy là cách mà hai cái nó bổ trợ cho nhau. Hoặc là trước đây khi mà làm việc với rất nhiều data, nhưng mà tuy nhiên đó là những cái data bán hàng, những cái data về sale volume, thì bây giờ mình, hoặc là những cái data về thị trường, thì bây giờ mình đọc được thêm một cái loại data nữa, đó là data về chỉ số sức khỏe của brand health, là một cái mảng cũng vẫn là data nhưng mà một cái mảng khác. Vậy thì tất cả những cái đó nó hỗ trợ cho nhau để mà mình có một cái nhìn tổng thể và một cái nhìn xuyên suốt về cái business của mình, mặc dù cũng như vừa nãy như mọi người chia sẻ là chỉ có 6 tháng thôi nên mình không có quá chuyên sâu ở bất cứ một cái nào hết, nhưng đây sẽ là một cái đòn bẩy rất là quan trọng để mà mình biết được là bây giờ mình đang có cái cons là mình không quá chuyên sâu vào đâu hết, bởi vì mình chỉ có 6 tháng thôi. Nhưng mà khi mà mình landing rồi thì mình biết lợi thế của mình ở đâu, và mình sẽ dùng cái việc landing đó mình chuyên sâu hơn vào cái mà mình mong muốn. Thì đó là cái cách mà nó sẽ bổ trợ cho nhau về mặt chuyên môn. Còn về mặt kỹ năng mềm á, thì mọi người có thể thấy là từ nãy đến giờ khi mà làm việc trong tất cả các giai đoạn thì sẽ làm việc với rất là nhiều phòng ban khác nhau, mỗi một lần không có lần nào giống một lần nào hết. Thế nên là cái kỹ năng gọi là communication là sẽ được cải thiện rất là nhiều cái chỗ này. Và communication ở đây á, nó không chỉ là cái việc mình giao tiếp, mà nó bao gồm bắt đầu từ việc quan sát khách hàng này, bắt đầu từ việc lắng nghe những khó khăn của các phòng ban xung quanh mình. Khi mà họ làm việc với mình thì khó khăn của họ ở đâu, mình support được như thế nào, hoặc là khó khăn của mình ở đâu, mình có chia sẻ với họ không, rồi là kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán, thì tất cả những cái đó nó là communication. Rồi, thank you Phương Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của phần nội dung số 2 này, trước khi chúng ta đến với phần nội dung số 3 là phần Q&A với các bạn audience. Thế bây giờ các bạn có thể là để ngay cái câu hỏi của mình vào trong box chat nha, để sau khi chúng ta chia sẻ xong cái câu hỏi này, chúng ta sẽ bước vào phần số 3 luôn. Câu hỏi dành cho phòng finance, xin mời anh Duy có thể chia sẻ về cơ hội luân chuyển nước ngoài trong APGV sẽ đem lại những lợi ích gì cho nhân sự phòng finance. Quang nghĩ là cái này nó cũng khá là tương tự với các phòng ban khác, thì có thể mời anh Duy chia sẻ được không ạ? Cảm ơn Quang. Theo như anh nghĩ thì cũng như trải nghiệm của anh á, thì khi mà được rotate ở các môi trường làm việc khác nhau, ở các quốc gia khác nhau, thì thứ nhất là các bạn có một cái cơ hội rất là lớn để mà tìm hiểu nền văn hóa, phong tục tập quán ở những cái nền văn hóa khác, đúng không? Cái đó là một cái cơ hội rất là lớn. Các bạn có thể học hỏi ở nhiều phòng ban khác nhau nữa, tại vì mỗi cái rotation như vậy thì các bạn sẽ tham gia các division khác nhau của finance. Đó là cơ hội để mình improve cái kiến thức của mình. Cái thứ ba nữa là đặc biệt trong phòng trong ngành tài chính đi, thì các bạn có thể thấy là ở các quốc gia người ta cũng có những cái khác nhau, các sự khác nhau giữa hệ thống luật nè, thuế, về thuế,
hoặc là về những cái accounting standards chẳng hạn. Thì nếu mà làm việc ở các quốc gia khác nhau như vậy thì ít nhiều các bạn cũng có thể so sánh được nó khác nhau với ở Việt Nam như thế nào. Và cái đó là cũng là một cái cơ hội để mình mở mang ra cái kiến thức của mình. Ngoài ra được luân chuyển ở nước ngoài thì anh nghĩ là một cơ hội cực kỳ lớn để các bạn có thể travel, enjoy các quốc gia đó trong cái thời gian các bạn cuối tuần nè, hoặc là những thời gian nghỉ ngoài giờ làm việc. Rồi, thank you anh Duy. Chắc là đây cũng sẽ là một trong những cái điểm rất là hay và thu hút rất nhiều các bạn attendee khi apply vào chương trình APGP. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần nội dung số 3 của chương trình ngày hôm nay, là các bạn đặt câu hỏi và speaker sẽ trả lời. Quang đã thấy rất là nhiều câu hỏi trong này rồi và chúng ta sẽ xin phép là nhờ các anh chị speaker của chúng ta có thể là chia sẻ một cách rất là ngắn gọn, và chúng ta có rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ có bạn mà được trả lời, có bạn lại chưa được trả lời, chắc là các bạn cũng sẽ hơi có một sự chạnh lòng một xíu nhá. Nên mời các anh chị có thể là chia sẻ những cái điểm key point chính. Khá là nhiều câu hỏi ở đây. Câu hỏi đầu tiên, xin câu hỏi của bạn Hồng Dung. Em muốn hỏi về yêu cầu tiếng Anh, không biết APGP có yêu cầu đầu vào tiếng Anh cụ thể IELTS ở mức nào không? Chắc là câu hỏi này thì xin mời Quỳnh. Cảm ơn anh Quang. Thì cũng tương tự như là những cái chứng chỉ mà anh Duy cũng như là Quỳnh đã mention rồi. Tức là ở đây thì mình không có cần một cái chứng chỉ ngoại ngữ nào hết. Tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải có cái khả năng để có thể giao tiếp và sử dụng cách trôi chảy. Bởi vì sao? Thứ nhất, bởi vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì Heineken Việt Nam cũng là một cái tập đoàn lớn, cho nên là những cái thông tin trong công ty, những cái cách, những cái mà bạn làm việc cùng nó sẽ được thể hiện dưới dạng là tiếng Anh, và cũng sẽ có rất là nhiều những cái đồng nghiệp của bạn là người nước ngoài nữa, cho nên là cái việc mà bạn có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh nó tốt, nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Cái thứ hai là bởi vì trong chương trình APG thì các bạn sẽ được đi rotation qua hai quốc gia khác trong khu vực APAC, cho nên vì vậy là ngôn tiếng Anh sẽ là cái cách mà bạn có thể giao tiếp với những cái đồng nghiệp ở những cái OPCO này, những cái công ty này, cho nên là cái ngôn tiếng Anh sẽ là một cái điều gọi như là must have đối với chương trình APG. Nhưng mà cũng không có gọi là một cái chứng chỉ, bạn không cần phải có một cái chứng chỉ nào về tiếng Anh cụ thể hết. Thank you Quỳnh. Vậy là cái phần tiếng Anh thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để thể hiện ở trong các cái vòng tuyển nhá. Nên cũng không cần phải lo lắng quá về chứng chỉ ha. Nhưng rõ ràng là trong quá trình mà các bạn học chứng chỉ cũng sẽ hỗ trợ để cho các bạn có một cái năng lực là giao tiếp cũng như là thể hiện ở trong các vòng thi rất nhiều. Có một câu hỏi được request rất nhiều lần, bạn rất tha thiết hỏi, thì chắc là xin mời câu này anh Duy có thể chia sẻ về một số cái case study trong vòng interview của phòng finance ở local assessment center được không? Cảm ơn anh. Anh cũng thấy câu hỏi này xuất hiện một vài lần. Anh lúc đó là năm 2017 thì cũng 4 năm hơn rồi. Anh cũng không có nhớ kỹ lắm, nhưng mà anh có thể chia sẻ những gì anh có thể nhớ ha. Thì khi mà vô cái phòng mà assessment center, anh và một số các bạn mà đến cái vòng cuối cùng trước khi mà được offer chính thức á, thì có nhiều cái hoạt động trong cái ngày hôm đó, cái ngày mà mình có assessment center ha. Thì anh nhớ là có một cái case study như sau. Anh và hai cô chú đó cũng lớn tuổi rồi, là ban giám khảo á, thì được sắp xếp ở một cái phòng riêng. Thì hai người đó sẽ cho mình một cái đề bài và mình có khoảng 80-10 phút gì đó để mà mình suy nghĩ, đưa ra lập luận của mình, chuẩn bị cái PowerPoint slide để mà mình trình bày cái quan điểm của mình về cái vấn đề đó. Lúc đó anh nhớ cái đề bài là Globalization, sự toàn cầu hóa. Bạn có suy nghĩ gì về việc này? Bạn là một người support hay là một người against cái việc globalization? Thì đó, các bạn có khoảng 8 đến 10 phút để mà chuẩn bị và đưa ra lập luận của mình và present cho các vị ban giám khảo. Thì anh nghĩ là có thể là mỗi lần assessment center thì mình sẽ có một cái đề bài khác, nhưng mà các bạn yên tâm là không có đào sâu vào cái lĩnh vực tài chính đâu nếu các bạn đang apply vào phòng finance ha. Đa số là những cái câu hỏi mà mang tính general, request cái critical thinking của các bạn. Xong sau cái case study đó thì có một cái case study lớn mà các bạn thí sinh lọt vào vòng cuối cùng phải cùng làm với nhau như là một cái teamwork vậy đó. Anh nhớ lúc đó là có khoảng 8 người ở vòng cuối cùng vào cái ngày hôm đó.
là có khoảng 20 mấy vị ban giám khảo là ngồi xung quanh nữa. Thì tụi anh ngồi ở giữa, cái bàn tròn ở giữa, thì có một cái đề bài được đưa ra. Anh nhớ lúc đó là cái đề bài là nói về một cái crisis, crisis của Heineken, trong cái trường hợp mà Heineken có một cái crisis về một cái issue gì đó mà ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, và đó là đang có một chuẩn bị có một buổi họp báo, thì mình phải chuẩn bị, mình phải đưa ra những cái phát ngôn như thế nào, quan điểm như thế nào. Thì đó là cái đề bài mà để 8 tụi anh phải suy nghĩ, bàn với nhau và đưa ra cái giải pháp cuối cùng. Thì đó là những cái general, hy vọng nó có thể giúp các bạn hình dung được một phần nào đó về cái vòng assessment center. Thank you anh Duy. Quang nghĩ chắc là cũng có những cái yêu cầu về mặt confidential nữa, nên anh Duy cũng không thể nào mà chia sẻ các bạn quá chi tiết được. Nhưng mà các bạn nghe cái phần chia sẻ này thì Quang nghĩ rằng là cũng nên tham khảo thôi. Tại vì mỗi năm thì đề chắc chắn là sẽ có sự thay đổi. Đề thi đại học của chúng ta mỗi năm một thi một kiểu, còn một kiểu khác nhau mà, đúng không? Nên Quang nghĩ là những cái phòng thi của các công ty chắc chắn cũng sẽ có những sự thay đổi để có thể là tìm được những ứng viên phù hợp nhất theo từng giai đoạn ha. Nên các bạn cũng chỉ nên nghe để có thể là get được một cái view nhất định thôi nhá, chứ đừng nghĩ là đề năm nay cũng có thể là về những câu hỏi như thế. Xin mời tiếp theo, xin mời Hương Linh có thể chia sẻ về những cái key qualities của một bạn ứng viên ở phòng marketing hay là phòng sale ở thuộc commerce của Heineken được không? Chắc là cũng như vừa nãy anh Di có chia sẻ là tại các vòng thi ấy, thì mọi người không có yêu cầu một cái kiến thức gì đặc biệt về chuyên ngành finance hay cũng như là marketing đâu. Và thực ra ấy, cái điều tiên quyết trước hết để mà có thể để sao nhở? Các bạn hãy là chính các bạn đi, bởi vì khi mà tuyển dụng vào một công ty hay là một cái function á, thì nó cũng giống như là kết hôn vậy á. Nếu mà mình mà cố trở thành một người khác hay mình cố để mà đáp ứng với cả nhu cầu thì nó cũng hơi khó cho cái chặng đường về sau của mình. Thì cái điều kiện tiên quyết ở đây mà em có thể nêu ra đó là thứ nhất là cái tinh thần vừa nãy, cái tinh thần yes we can. Đó là cái văn hóa công ty luôn, là mình quyết tâm và mình quyết thắng, không nản chí. Thứ hai là commitment, trách nhiệm của mình khi mà mình đã apply. Và thứ ba là cái tinh thần ham học hỏi, lúc nào là mình cũng muốn update mình, đổi mới mình và phát triển lên một cái tầm cao hơn. Thì đó là những cái điều kiện tiên quyết để mà trở thành APGP. Còn như em cũng có chia sẻ ban đầu là em không những là không có kinh nghiệm marketing mà thực sự là không có kinh nghiệm đi làm luôn. Mặc dù là khi mà học đại học thì cũng là học ở nước ngoài và học chuyên ngành international marketing. Thế nhưng mà mọi người biết đấy là học đại học thì nó chỉ là những cái foundation, những cái rất là cơ bản về một cái ví dụ như marketing thôi, chứ nó không có gì cao siêu hết. Thế nên là mọi người đừng lo lắng về cái chuyện đó là cần phải đáp ứng thế nào cái nhu cầu về phòng ban của cái chương trình này. Thank you Hương Linh. Câu hỏi tiếp theo chắc là cũng mời guest speaker chúng ta cũng trả lời khá là quick, bởi vì câu hỏi khá là nhanh. Xin mời Quỳnh có thể chia sẻ là chương trình APGP 2022 onboard vào tháng 7 năm 2022, thì không biết nếu mà bạn ấy pass rồi thì bạn ấy có thể onboard sớm hơn, đi làm full time sớm hơn được không? Đây là cái quy định của chương trình. Tuy nhiên là Quỳnh cũng biết là trong những năm trước thì có một vài bạn cũng đã on board sớm hơn cái thời gian này, cho nên là Quỳnh nghĩ là điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên là Quỳnh không thể chắc chắn được 100%, cho nên là chắc là lúc đó thì các bạn sẽ cần phải contact với lại bộ phận để mà có thể hiểu thêm về cái quy định này. Thank you Quỳnh. Câu hỏi tiếp theo thì cho anh Duy hai câu ạ. Làm finance có phải có ở Hà Nội được không hay bắt buộc phải ở Hồ Chí Minh? Tiếp theo là finance business partner thì có phải on site không hay vẫn ở head office? Cảm ơn Quang. Anh nghĩ là câu hỏi đầu tiên ha, thì khả năng cao á, là các bạn phải on board và làm việc ở Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong khi mà mình làm việc xa nhà, mình sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mà mình về thăm Hà Nội, tại vì mình vẫn có văn phòng ở ngoài Hà Nội, vẫn có nhà máy ở Hà Nội nè, có văn phòng sale ở Hà Nội. Có rất nhiều cơ hội để các bạn vào thăm gia đình. Câu hỏi thứ hai, tùy vào cái project, tùy vào cái công việc của bạn, business, finance business partner nó có rất là nhiều phần ha. Có thể là một làm dự án nào đó hoặc là giúp đỡ một phòng ban nào đó. Trong trường hợp các bạn support cho commerce business finance partner của commerce thì phần lớn thời gian các bạn sẽ làm việc tại head office ở Sài Gòn, tại vì phòng commerce là nằm ở Sài Gòn.
ngoài ngoài những cái trip mà các bạn phải đi business trip á, thì ngoài những cái business trip ra thì đa số các bạn làm việc ở Sài Gòn. Nếu các bạn làm cho business partner của supply chain thì mình có 6 nhà máy. Do đó tùy vào cái dự án của bạn là đang support nhà máy nào thì có thể các bạn phải dành một hai ngày trong tuần gì đó để mà đi làm việc ở dưới nhà máy, tùy vào cái project. Thank you anh Duy. Tóm lại là các bạn cũng đừng lo về việc là cơ hội làm việc luân chuyển tại các khu vực địa lý khác nhau, kể cả trong nước hay là nước ngoài nhé. Tóm lại là các bạn cứ vào chương trình đi, chắc chắn là rất nhiều đội learning và luân chuyển đang ở phía trước đang chờ các bạn ha. Rồi câu hỏi tiếp theo dành cho Hương Linh, mất bao lâu để lên được vị trí Brand Manager hay là Trade Marketing Manager, và cơ hội tại Heineken có được làm việc nhiều với các partner ở nước ngoài hay không? Thật sự thì tại vì chị chưa lên đến manager nên là chắc là câu hỏi này cũng hơi khó ha. Và thực sự là cái này thì lại case by case nữa, rồi là tùy vào rất là nhiều những cái yếu tố xung quanh position có open không vân vân, nên là sẽ không thuộc đây đâu. Câu hỏi của hai là có cơ hội thì có thể các bạn hay không? Cái này nó đi vào là sẽ đi vào brand, những cái brand nước Anh, brand international brand như là Heineken với Tiger thì mình sẽ phải làm việc với lại văn phòng global hoặc các văn phòng region nữa để mà get alignment với lại brand marketing ở đó. Còn về trade marketing thì mình mặc dù những brand còn lại hoặc là trade marketing, mặc dù là mình sẽ không có những cái task mà mình cần phải get alignment với lại region hay là global, nhưng mà vẫn sẽ có những cái cơ hội, ví dụ như là một cái tuần lễ gọi là commerce week trong công ty, rồi là những cái webinar, những cái test, những cái lunch and learn để mà mọi người những cái talk show, những cái career path, các thứ, rất nhiều cơ hội để mà mọi người có thể được giao tiếp và được trò chuyện với lại các cái partner ở region hoặc global hoặc là thậm chí tất cả những cái opco khác. Thank you Hương Linh. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi luyện thi đấy. Mời Quỳnh có thể chia sẻ về kinh nghiệm luyện thi Cognitive Ability Test và giải Business Case như thế nào được không? Quỳnh nói cái này có thể mọi người không tin nhưng mà thật sự là Quỳnh không có luyện thi. Quỳnh nghĩ là thật ra là sau này khi mà vào chương trình rồi, Quỳnh cũng biết rất là nhiều bạn thì các bạn cứ nói là các bạn không có hề luyện thi gì hết cho những cái phần này. Cho nên là Quỳnh nghĩ là những cái mà mình thể hiện ra nó là dựa những cái kiến thức mà mình có sẵn trong cái quá trình mà mình học tập. Hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình hoạt động ngoại khóa, mình rèn luyện những cái kỹ năng mềm của mình thêm thôi, chứ Quỳnh cũng không gọi là luyện thi cho những cái chương trình MT này đâu. Và thật sự thì ở Nam thì chỉ có apply đó là 2-3 chương trình MT, những cái chương trình khác Quỳnh còn chưa có những cái vòng cuối cùng nữa. Quỳnh đã drop giữa từng khi Quỳnh được nhận vào 2 rồi đó. Cũng không có qua kinh nghiệm luyện thi hay đã thi để chia sẻ cho các bạn được. Cảm ơn thầy chia sẻ là các bạn cứ hãy dùng những cái sẵn. Quỳnh nghĩ là bây giờ thì những cái có thể là những cái đề thi đâu đó nó cũng có trên mạng rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm để mình biết. Nhưng mà Quỳnh nghĩ là mỗi công ty nó sẽ là một cái dạng đề rất là khác nhau. Chủ yếu là những cái thinking test về những cái logical, critical thinking của bản thân mình thôi. Cho nên là Quỳnh nghĩ là đi theo cái hướng là rèn luyện cái kỹ năng thì tốt hơn là mình luyện đề. Đó. Rồi, thank you Quỳnh. Nếu mà các bạn vẫn băn khoăn thì Quang nghĩ là một giải pháp miễn phí, các bạn có thể lên trang blog.tomorrowmarket.org để các bạn có thể tìm kiếm những cái bài viết chia sẻ của các cựu MT những năm trước về kinh nghiệm luyện thi, cũng như là có ebook về Business Marketing Case của Tomorrow Marketers hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download về để tìm hiểu ha. Tự nhiên đến phần chia sẻ của các guest speaker xong, Quang lại thấy nó hơi gọi là các bạn tin bây giờ hay dùng cái câu là ảo ma Canada. Ảo ma Canada là như thế nào? Anh chị cũng chia sẻ là câu hỏi luyện cũng rất general, rồi chị cũng chả có kiến thức gì chuyên sâu, rồi chị cũng chả luyện thi. Thế không biết là làm thế nào mà các anh chị stand out được so với các ứng viên khác nào? Bây giờ host rất là tò mò, bây giờ challenge lại guest speaker, nhờ guest speaker để chia sẻ đi ạ. Không nghe này ảo quá, không biết làm nào. Thế không cần bằng cấp cũng được, các bạn không cần quá chuyên sâu cũng được. Vậy là tóm lại cái gì nào để làm chúng ta stand out nào? Bây giờ xin mời guest speaker tự bật mic nha. Anh nghĩ về nè, cảm ơn Quang, anh nghĩ về nè. Không biết bên cái phòng nhân sự của mình thì đánh giá một thí sinh như thế nào, nhưng mà
Theo quan điểm của anh ấy, thì... sorry hình như nó hơi echo. Mọi người nghe rõ mà. Chắc là Quang phải nhờ anh re-mute một cái mic trong một trong hai thiết bị ạ. Anh có mute cái kia rồi. Rồi rồi, mời anh. Okay. Anh nghĩ là mình, anh nói cái này chắc lần thứ ba rồi. Cái tính cách của mình, cái con người của mình ra sao, mình là người như thế nào, mình có cái suy nghĩ và cái định hướng như thế nào, cái tư duy của mình như thế nào, mình cứ show ra mình là người như vậy. Thì anh nghĩ là nếu mà cảm thấy Handicam cảm thấy là phù hợp với cái tư duy này thì perfect match giữa công ty và một cá nhân. Cách là cái quan trọng nhất theo anh nghĩ. Ở đây thì bổ sung thêm cái ý của anh Duy nói là Quỳnh cũng chia sẻ luôn là Quỳnh cũng đã từng nộp đơn vào một cái chương trình MT khác, và trong cái lúc đó thì khi mà Quỳnh làm cái bài test á, thì Quỳnh có một cái suy nghĩ là ok, bây giờ mình có nên thể hiện cho người ta những cái yếu tố mà gọi như là người ta đang tìm kiếm, kiểu như là một bạn sôi nổi, một bạn rất là extrovert, có những cái tính cách như vậy hay không, hay là mình nên chỉ là mình và mình cứ trả lời những cái câu hỏi theo đúng cái tự nhiên nhất của mình. Thì khi mà Quỳnh trả lời đúng tự nhiên nhất của mình thì Quỳnh đã fail cái vòng thi đó. Nhưng mà khi mà fail rồi thì Quỳnh cảm thấy điều rất là bình thường, và mình cảm thấy là bây giờ cho dù là mình có trả lời cho nó thiệt hay cho đúng cái người ta mong đợi, thì vào sau đi nữa thì mình cũng không thể cứ như vậy hoài. Và even là mình đậu luôn vào chương trình rồi mình đi 2 năm với chương trình, thì không lẽ mình cứ là một cái con người như vậy hoài hay sao, đúng không? Cho nên là Quỳnh nghĩ là thứ nhất vẫn luôn là chính bản thân của mình có cái gì thì mình thể hiện ra cái đó, mình thể hiện là mình có cái sự đầu tư cho chương trình ha, tức là mình có tìm hiểu về công ty, mình hiểu về cái phòng ban mà mình đang apply, mình hiểu được là cái tính cách của mình hoặc là cách của mình nó fit được với cái phòng ban nó như thế nào, thì mình thể hiện những cái điều đó ra. Còn thì ngược lại về phía công ty thì cũng sẽ đánh giá dựa vào cái độ fit của bạn với cái chương trình, chứ nó sẽ không quá nặng về cái việc là bạn phải có những cái chứng chỉ ABC, những cái kỹ năng XYZ, kiến thức gì đó để mà có thể phù hợp vào một cái phòng ban hoặc là một cái phòng ban nào đó nhất định. Anh kêu Quỳnh trước khi Linh chia sẻ, để cho anh đấy vào một câu được không? Cảm ơn. Okay. Là bây giờ hôm nay anh đại diện cho các bạn attendee nhá. Anh vẫn thấy không cam tâm cho lắm. Bây giờ guest speaker nói rằng là phụ thuộc personality, thì bây giờ nhờ guest speaker có thể chia sẻ cụ thể hơn personality đó là personality nào nè. Bây giờ Quỳnh cũng chia sẻ nào là passion này, nào là thấu hiểu về công ty, hoặc là chính mình thích. Tóm lại là chính mình của Quỳnh là như thế nào, để có thể ví dụ cho các bạn hiểu hơn được không? Thì bây giờ xin follow up với cả anh Duy với cả Quỳnh trước, sau đó thì mời Hương Linh chia sẻ tiếp theo được không? Dạ ok. Ok, chắc là em sẽ nói luôn đó là theo em thì ba những cái mà kỹ năng mà quan trọng nhất mà một bạn làm việc trong ngành nhân sự nói chung và apply vào cái phòng ban HR của APG nói riêng, có thể là thứ nhất đó là cái khả năng communication. Thật ra khả năng này thì sẽ, em nghĩ là thể chung với tất cả các phòng ban luôn, không chỉ là HR không mà finance hay là commerce thì đều cần communication skill hết. Và communication skill ở đây có nghĩa là bạn phải biết là cái target audience của bạn là ai, và đối với cái target audience đó thì bạn sẽ phải customize cái communication message nào đó cho nó phù hợp. Ví dụ như khi mà bạn communicate, bạn muốn buy in những cái người senior leader trong một cái chương trình nào đó đi, thì bạn sẽ phải nói với họ về tầm nhìn, về chiến lược, về picture of success, tức là những cái hình mẫu thành công mà bạn đang hướng đến. Nhưng mà khi bạn communicate cái đó với lại những cái người employee để mà họ tham gia vào cái chương trình đó, thì bạn sẽ phải nói là ok, bạn tham gia thì bạn sẽ có những cái benefit gì, những cái phần thưởng gì, vân vân. Thì đó là cái communication skill. Cái thứ hai là stakeholder management, tức là cái kỹ năng quản lý những cái bên liên quan. Tại vì bạn sẽ phải làm việc với rất nhiều các bên liên quan, không chỉ là trong nội bộ nhân sự mà còn là những cái phòng ban bên ngoài, từ cấp cao cho đến cấp thấp. Cho nên là cái kỹ năng này cụ thể là bạn sẽ phải biết được, bạn sẽ phải buy in được stakeholder, bạn sẽ phải làm cho stakeholder, tức là các bên liên quan đó, cùng nhìn về một hướng với mình. Ví dụ như là khi mà mình làm cái dự án về tối ưu chi phí ở cái phòng ban, ở cái assignment thứ hai của mình đó, thì khi đó là mình đang muốn tối ưu chi phí cho văn phòng sale. Tuy nhiên là các
anh quản lý ở sale thì có thể là họ lại có một cái góc nhìn rất là khác. Họ nghĩ là những cái chi phí này là cần thiết cho cái operation của mình. Vậy thì làm sao để mình có thể thuyết phục họ, buy in họ với cái ý tưởng của mình, thì mình cần phải có cái kỹ năng về stakeholder management là như vậy. Và cái thứ ba đó là data driven decision making, tức là cái kỹ năng ra quyết định dựa trên data và dữ liệu. Thì tại vì sao? Thật ra thì như hồi nãy Linh cũng có chia sẻ rồi đó, là Linh cũng đã dùng cái data, những cái dữ liệu của mình để làm cái công việc marketing của mình tốt hơn. Thì tương tự như vậy, Extra cũng đang đi trên cái con đường là mình cần phải phụ thuộc vào data, dữ liệu nhiều hơn. Không biết là các bạn có bây giờ nghĩ đến hay không, nhưng mà Extra chính là cái phòng ban mà giữ nhiều, rất là nhiều cái thông tin data của tất cả mọi nhân viên công ty. Vậy thì làm thế nào để mình có thể sử dụng được những cái thông tin và data đó một cách hiệu quả nhất và mang lại cái lợi ích tối ưu nhất, thay vì mình chỉ ra quyết định dựa trên những cái thiên kiến, những cái cảm xúc của mình, thì bây giờ mình sẽ tập cái cách mà mình nhìn và mình interpret cái data đó và mình đưa ra quyết định dựa trên cái data đó để có thể buy in những cái stakeholder tốt, một cách tốt nhất, cũng như là mình convince được những cái người mà bị ảnh hưởng bởi cái quyết định đó là đây là cái quyết định đúng đắn mà tôi đang đưa ra. Thì đó có thể là ba cái kỹ năng mà Quỳnh cảm thấy là rất là quan trọng cho một người làm HR hiện tại, cũng như là một bất kỳ một bạn nào nộp đơn vào chương trình APG mà phòng ban HR. Thì không biết là câu trả lời này có satisfy được một phần nào anh Quang chưa? Định hỏi thêm Quỳnh. Ok, bây giờ lòi ra ví dụ như là data driven đúng không? Bây giờ không biết là luyện data driven như nào thôi, nhưng mà thôi bây giờ chắc là nhường tiếp theo để xin mời anh Duy với cả Linh có thể chia sẻ. Thì Quang thấy anh Duy có time vào rồi, chắc là nếu mà anh Duy có bổ sung thì có thể là một xíu nữa sau khi phần chia sẻ của Hương Linh thì mời anh Duy chia sẻ thêm ha. Xin mời Hương Linh. Rồi bây giờ chị hỏi các em nhá, là suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi khi sau khi nghe các anh chị nói thì các em nghĩ là văn hóa làm việc ở Heineken như nào, mọi người thay vào nhá, xong rồi tẹo nữa mình sẽ bách lại cái chỗ đó sau. Thì nãy chị cũng có nói rồi đó, là đây là một cuộc kết hôn đó, nên là mọi người đừng cố mà make up bản thân mình nên làm gì, cũng giống như là anh Duy với các Quỳnh có chia sẻ như vừa rồi đó. Thì thực ra khi mà chị đi thi thì thật sự luôn là nếu mà nói là chuyện show, có gì để show off không, thì thực sự không có gì để show off hết. Và thậm chí là còn tự cảm thấy là cái phần về chuyên môn về marketing của mình nó khá là không bằng những cái bạn thi xung quanh luôn á. Chỉ có điều là dù sao thì chắc là mình cũng có một cái sense về má, thế nên là khi mà đọc số thì nó cũng có vẻ như là nhạy hơn những người khác. Rồi là cái tinh thần mà lắng nghe feedback này, learn to improve này, thì nó được thể hiện qua những cái rất là nhỏ xíu thôi, là khi mà làm case study á, là chị tính tay 100% luôn. Và ban giám khảo ở đấy hỏi là ủa sao em lại tính tay như vậy, bởi vì số nó rất là lẹ luôn mà lại tính tay 100%. Thì em bảo là thì tại vì bình thường cũng hay tính tay, với lại các cái chương trình mà làm case study ở các Big Four ấy thì thường là sẽ không tính máy tính đó. Chị cũng rất là chân thật trả lời như vậy luôn. Thế nhưng mà sau khi mà mọi người nhận nói feedback như vậy thì đến cái vòng tiếp theo lập tức là chị lấy điện thoại ra, chị bấm máy tính luôn. Thì maybe đó cũng có thể là một cái perception là mọi người thấy là mình có tiếp thu. Rồi là những cái rất là nhỏ nhặt, ví dụ như là mà trên một cái bàn đàm phán, một cái bàn discuss với tất cả những cái bạn còn lại á, thì trong cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế, thực sự là chỉ có mỗi mấy chục phút để mình discuss nhau thôi, thì có lẽ là ai cũng muốn mình là cái người nói, và mình là cái người nói nhiều nhất, hoặc mình có những cái ý tưởng gọi là wow nhất mà có thể làm cho các cái vị ban giám khảo ấn tượng nhất. Nhưng mà chị thì chị lại lựa chọn theo cách là chị quan sát những người xung quanh và mình đóng góp khi nào mà mình muốn đóng góp. Và khi mà mình nhìn thấy có bạn nào chưa được đóng góp thì thậm chí là ngay khi mà mọi người gọi là chéo bàn luận chéo cái bàn luôn, thì mình đã stop mọi người lại, mình bảo là các bạn đợi một tí, và mình hỏi xem là cái bạn mà bạn đang không nói kia, bạn ấy có cái ý tưởng gì không, hay là chỉ đơn giản là bởi vì là cái flow bàn luận nó đang quá nhanh và các bạn không theo được. Thì đó là tất cả những cái mà thể hiện cái việc là mình muốn giúp đỡ mọi người này, mình support mọi người này, và mình cũng muốn là hòa nhập tất cả mọi người, hòa nhập chứ không chỉ riêng gì mình. Rồi là những cái mong muốn mà luôn muốn hoan học hỏi và nghe feedback. Thì đấy là những cái rất là nhỏ thôi. Còn về mặt chuyên môn thì
cũng như Quỳnh nói vừa nãy, có lẽ nếu như mà cái gì mà gọi là nice to have nhất ở đây mà các bạn có thể trau dồi được và các bạn muốn trau dồi thì có lẽ là cái gọi là việc về luyện data, đọc những con số. Thì làm sao, làm thế nào để luyện data? Thì trước hết ý, là mình phải có cái sense về mặt con số trước đã. Mình phải có cái gọi là habit đọc số. Thì nó đơn giản lắm. Maybe là mọi người có thể hàng ngày đọc những cái con số về COVID-19. Mọi người thử coi xem các data của các nước á, là con số mà đã được tiêm phòng này, con số mà nhiễm bệnh mới này, xem là cái việc tiêm phòng nó có thực sự là có tác dụng hay không, chẳng hạn như thế. Thì đấy là những cái ví dụ rất là đơn giản xung quanh mình mà mình có thể đọc data hàng ngày, có thể luyện hàng ngày mà nó không hề khô khan. Đó, thì đó là cái chia sẻ của chị. Thank you Hương Linh. Thì không biết là anh Duy có bổ sung thêm hay là add in thêm cái chia sẻ nào nữa không ạ? Anh nghĩ là anh chắc cho anh add thêm một cái thì theo anh nghĩ là một trong những cái quan trọng nhất ấy, là cái critical thinking của mình. Có rất là nhiều thời điểm trong cuộc sống cũng như là trong công việc, khi bạn gặp cái vấn đề gì đó, chắc chắn bạn sẽ không có biết là cách giải quyết cái vấn đề đó như thế nào ngay tại thời điểm đó. Nhưng mình phải tự suy nghĩ xem là để giải quyết cái vấn đề đó thì mình cần phải làm gì, mình cần phải làm gì thêm, mình cần phải tìm hiểu ở cái góc độ nào thêm để mà giải quyết cái vấn đề đó. Thì theo anh nghĩ đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng, đúng không? Khi các bạn làm việc ở một môi trường mới, đi đến các quốc gia mới, gặp gỡ các team mới, làm những dự án khác nhau, gặp những cái vấn đề lần đầu tiên, thì làm sao để mà mình giải quyết những cái vấn đề đó, thì cái critical thinking nó sẽ rất là quan trọng. Dạ, thank you anh Duy. Hy vọng là qua phần chia sẻ vừa rồi của các diễn giả thì các bạn attending ngày hôm nay các bạn đã có thêm những cái deeper insight để cho quá trình chuẩn bị của mình. Thì chắc là Quang sẽ follow up thêm hai câu hỏi nữa, thì nhờ anh Duy với cả Quỳnh có thể là help các bạn trả lời ở trong box chat được không ạ, trước khi chúng ta move sang cái phần cuối cùng. Mời hai anh chị trai ha, có thể nhờ anh Duy chia sẻ về bây giờ là sinh viên thì luyện critical thinking như thế nào được không, với cả là Quỳnh nữa có thể chia sẻ thêm cho các bạn là bây giờ em đang là sinh viên thì không biết là luyện những cái kỹ năng liên quan đến phân tích dữ liệu như thế nào, thì mời hai anh chị có thể là type in vào trong box chat ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết, sẽ là một số cái final note của guest speaker. Thì chắc là Quang sẽ xin mời Hương Linh có thể là bắt đầu trước, có thể là chia sẻ một số cái note, cái highlight của mình, một số cái lời dặn dò để chúc các bạn gọi là sinh viên hay là gọi là các bạn sĩ tử trong cái chương trình APGP trong năm 2022 sắp tới thì có những hành trang tốt nhất. Xin mời Hương Linh bắt đầu được không? Chắc là nãy giờ thì cũng nói khá là nhiều phía trên kia rồi, thì chị chỉ muốn các bạn nhớ một cái thông điệp mà Heineken đang rất là tinh thần, mà Heineken đang rất là làm bùng nó lên ở trong công ty, đó là Yes We Can. Các bạn hãy luôn, nếu mà các bạn đã dám thử thách và dám quyết tâm thì cho dù kết quả như thế nào thì các bạn sẽ cũng không bao giờ hối tiếc hết. Kể cả bây giờ các bạn vẫn chưa chắc chắn về việc ôi sao các anh chị cái gì cũng không có mà sao đậu được vậy, nhưng mà nếu như mà mình làm rồi thì mình sẽ sau này được hay không được thì mình cũng không bao giờ cảm thấy là tiếc nuối, bởi vì nhỡ đâu mình làm được hay mình không được mình cũng không biết kết quả ấy. Thì chỉ khi mà mình làm thì mình mới biết kết quả nó là như thế nào thôi. Và bản thân chị thì cũng là một người mà apply khá là nhiều các cái chương trình MT, và để đậu được Heineken thì cũng không phải là cái chương trình đầu tiên, nhưng mà cứ mỗi thêm một vòng, mỗi thêm một chương trình thì lại chị lại đậu thêm một vòng. Và sau khi khoảng độ 4-5 chương trình cứ dần dần tiến sâu vào các vòng trong thì cuối cùng đến Heineken là đậu. Nên là các bạn hãy cứ thử thách bản thân mình và cứ coi như đây là một trải nghiệm nha. Thank you Hương Linh. Qua phần chia sẻ của Hương Linh từ đầu đến giờ thì anh có thể cảm thấy một cái tinh thần rất là passionate, rất là energetic, rồi rất là yes we can của không chỉ là phòng commerce nói riêng và còn cả của Heineken nữa. Quang nghĩ là một tập đoàn về bia chắc chắn là mọi người cũng phải có một tinh thần làm việc vô cùng tràn đầy năng lượng, vô cùng passionate và lúc nào cũng có một tinh thần can do ha. Thank you Hương Linh. Thì bây giờ Quang có thể mời anh Duy có thể là chia sẻ một số cái final note của anh dành cho các bạn ở Jenny được không? Cảm ơn Quang. Cảm ơn các bạn đã tham gia cho đến 9:40 rồi, cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc thật sự luôn khi mà mình có một cái cơ hội mà để mình chia sẻ lại với các em như là những người đi sau về cái chương trình này. Thì
đối với anh nghĩ anh đặt bản thân của mình 4 năm trước, anh nghĩ là mình có hai trường hợp ha. Anh nghĩ là có thể có hai trường hợp. Một á, là hiện giờ trên thị trường có rất là nhiều chương trình MT, các chương trình cũng có những cái điểm tương đồng cũng như là những điểm khác nhau. Anh chưa có cơ hội để mà tham gia những cái chương trình MT của những công ty khác thì anh không có biết như thế nào. Nhưng mà thật sự đối với anh á, chương trình MT của Heineken là một chương trình rất là chất lượng và sẽ đào tạo các bạn rất là tốt. Thì anh nghĩ nếu mà các bạn có cơ hội thì cứ thử đi ha. Cái trường hợp thứ hai á, thì anh nghĩ sẽ có một số bạn cái vấn đề cho mình là không biết mình có đủ khả năng để mình tham gia chương trình này hay không. Không biết mình có quá trời người muốn tham gia chương trình này luôn. Không biết mình có đủ cái kỹ năng cũng như là tài năng để mà tham gia chương trình này hay không. Thì anh nghĩ là không có sợ gì hết, hãy cứ tham gia đi. Anh nhớ mãi một câu mà cái thời điểm lúc trước anh tham gia chương trình á, thì anh lúc đó đang ở New Zealand, anh không biết là mình có nên mình đã ở đây 8-9 năm rồi, mình không biết mình có nên về Việt Nam hay không. Có một câu nói mà anh luôn luôn anh nhớ mãi, đó là khi mà 40-50 năm sau các bạn sẽ hối hận về những gì mà các bạn chưa làm, chứ không phải là những gì mà các bạn đã làm rồi. Cái câu nói này nó luôn luôn đi theo anh trước những cái quyết định quan trọng mà thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì anh cũng mong muốn là anh truyền lại được cái đó, cái suy nghĩ đó cho các bạn. Và nếu các bạn mà cảm thấy là đây là thời điểm của mình phải đứng lên, mình phải học hỏi, mình phải tìm tòi, mình phải tham gia chương trình này. Nếu mà mình không vào được chương trình này cũng không sao, mình vẫn tiếp tục học hỏi, improve khả năng cũng như là cái kiến thức của mình, thì không có ngại gì hết, thầy cứ tham gia đi. Thì đó là những cái chia sẻ của anh muốn gửi đến các bạn. Và một lần nữa anh rất là hạnh phúc và cảm ơn chương trình là anh có cái cơ hội ở đây để mà chia sẻ những cái lời này đến với cho các bạn đi sau. Dạ, thank you anh Duy. Em tin tưởng rằng là hôm nay sẽ có rất là sắp tới có rất nhiều bạn sẽ apply ở phòng finance, anh chuẩn bị đón chờ nhé. Rồi xin mời tiếp theo thì xin mời Quỳnh có thể gửi một số lời nhắn nhủ với các bạn ở Sandy ngày hôm nay được không? Ok, thì chắc là lời nhắn gửi của mình thì sẽ ngắn gọn thôi. Thứ nhất là các bạn sẽ có hai thông điệp. Thứ nhất là chuẩn bị thật tốt ha. Bất kỳ cho dù là các bạn muốn đi thi để thử sức mình hay các bạn muốn đi thi để có thể lọt vào chương trình và được chọn vào chương trình, thì các bạn hãy luôn chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị ở đây là cả về những cái kỹ năng, những cái thông tin mình tìm hiểu về công ty, về phòng ban vân vân, để mà mình có được một cái sự tự tin nhất định khi mà mình tham gia chương trình. Và cái thứ hai là sau cái phần mà chuẩn bị tốt rồi, thì khi mà các bạn đã có được một cái sự tự tin rồi thì cứ be yourself thôi, hãy là chính các bạn và hãy show cho người khác thấy những cái điểm đặc biệt, những cái điểm mà gọi như là độc đáo ở các bạn, show cho họ thấy là bạn fit với chương trình như thế nào, dựa vào những cái kỹ năng, những cái kiến thức của bạn, những cái gì các bạn tìm hiểu, thuyết phục họ là bạn là người gọi như là phù hợp nhất với chương trình đó. Thì thứ nhất là chuẩn bị tốt, và thứ hai là khi mình thi rồi thì mình cứ thoải mái và mình cứ tự tin thôi. Thì đó là hai cái lời nhắn nhủ của Quỳnh, và cũng cảm ơn VOCF cũng như là Tomorrow Marketer Academy của anh Quang đã host cái chương trình này và cho Quỳnh cũng như là Linh và anh Duy có cái cơ hội để connect với các bạn và chia sẻ nhiều hơn về chương trình. Thank you Quỳnh. Và cuối cùng thì chắc là cũng sẽ là một lời nhắn nhủ remind các bạn về deadline của chương trình APGP năm nay. Thời gian đóng đơn là 23:59 ngày 12/10/2021. Chúng ta đang mở cho ba bộ phận là Human Resources, Marketing, Finance. Đây là một cơ hội rất lớn để chào đón các bạn đến với gọi là a world of beer, đúng không ạ? Một văn hóa, một môi trường làm việc vô cùng passionate. We can do it, đúng không ạ? Và đặc biệt là sẽ có rất nhiều cơ hội để các bạn có thể là luân chuyển tại các phòng ban khác nhau, các bạn có cơ hội làm việc tại các khu vực địa lý khác nhau, kể cả làm việc với cả đối tác nước ngoài hay là cơ hội rotate tại nước ngoài nhá. Mọi thứ đang rất là exciting, và hy vọng là nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã có thể cung cấp cho các bạn ở Sandy những cái chú ý hay là những cái kiến thức để giúp các bạn có thể thành công ở trong cái đợt ứng tuyển trong thời gian sắp tới. Các bạn nhớ deadline nha, và nhớ apply càng sớm càng tốt.
thay mặt ban tổ chức từ Heineken, VOCF và Sumo Marketers Academy, xin cảm ơn các anh chị các speaker đã dành một buổi tối chủ nhật meaningful ngày hôm nay để có thể chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn, cũng như là cảm ơn các bạn attendee đã dành khoảng tầm hơn 90 phút để cùng tham gia chương trình. Chúc các bạn sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng và thành công ở trong cái chương trình ứng tuyển sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Ngủ ngon. Bye bye. Good night.